Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 358: Đại hình đinh bản. Bà ta vừa lên tiếng, cảnh tượng vừa rồi cực náo nhiệt đột nhiên lại trở nên yên tĩnh, người người đều rời lực chú ý khỏi An Ngọc Oánh mà chuyển về phía Ninh Quốc công phu nhân. Chỉ thấy bà ta quỳ trên mặt đất, sắc mặt như được vết một lớp phấn dày, nhợt nhạt rất khó coi, món tay gắt gao nắm lấy làn váy bên gối, hai tròng mắt nửa khép. Hai thị vệ ngừng đầu chuyển mắt nhìn Minh Đế, thấy đôi mắt thâm thúy của ông đang nhìn chăm chú vào Ninh Quốc Công Phu Nhân, cũng không mở miệng ngăn cản, liền biết Minh Đế đây là muốn nghe Ninh Quốc Công Phu Nhân biện giải, liền ngừng tay, cùng đợi sự tình biến hóa. Tiết Quốc Công Nghi hoặc nhìn Ninh Quốc Công Phu Nhân, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lùng ngươi muốn nói gì thanh âm của hắn mang theo cảnh cáo là đang nói cho ninh quốc công phu nhân biết tuyệt đối không thể nói ra sự tình hôm nay nếu không bị liên lụy sẽ không chỉ một mình an mọc oánh mà cả ninh quốc công phủ đều sẽ bị liên lụy đây chính là tội khi quân ninh quốc công phu nhân cắn chặt môi ngừng đầu liếc mắt nhìn tiết quốc công một cái tuy chỉ là một cái liếc mắt bà ta cũng hiểu rõ ý tứ mà phụ thân muốn biểu đạt. Nếu nhiều người cầu tình như vậy đều cứu không được An Ngọc Oánh, thì cũng chỉ có thể hy sinh một mình An Ngọc Oánh để bảo toàn lợi ích của hai phù. Cái nhìn này cũng khiến cho bà ta hiểu được, phụ thân dù có thích tôn nữ Ngọc Oánh này đến cỡ nào, nhưng đó là đặt trong tình huống không ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc. Hôm nay tình hình như vậy, Tiết Quốc Công cũng sẽ không dám không màng đến cơn thịnh nộ của bệ hạ. Vì bất cứ giá nào mà cầu tình. Nhưng mà, bà ta quay đầu nhìn An Ngọc Oánh, trên khuôn mặt như hoa như ngọc nay đã tràn ngập nước mắt, cả người chật vật đến cực điểm, bị thị vệ giam giữ, trong mắt lại mang theo kỳ vọng tha thiết, nương. Nương, nữ nhi không có, không có a. À. Ninh Quốc Công cũng quỳ gối ở một bên, trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút lo lắng, hướng về phu nhân của mình hô, bà có chuyện gì muốn nói? nếu như có thể cứu ngọc oánh thì nhanh nói đi kế hoạch của đám người tiết quốc công ninh quốc công vốn không biết hắn cũng không thể nào hiểu được tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này nhưng việc bệ hạ muốn xử quyết nữ nhi của hắn lại là sự thật đang xảy ra trước mắt ninh quốc công là người có tư chất bình thường cũng may xuất thân tốt vừa đầu thai liền nằm trong bụng an lão thái quân lại là đứa con đầu vừa là đích vừa là trưởng tính cách hắn lại dịu ngoan thuộc loại chưa thành thân thì nghe lời nương, sau khi kết hôn thì nghe lời thê tử, nay đối mặt với tình hình như vậy, hắn chỉ nghĩ rằng Ninh Quốc công phu nhân nhất định là có biện pháp giải quyết tai họa này, nên thúc giục bà mau chốt nói biện pháp ra. Nghe trượng phu nói ra loại lời vô trách nhiệm đến bực này, khiến bà ta không khỏi cảm thấy tất cả mọi người đều không đáng tin cậy. Bà ta nhìn vào An Ngọc Oánh, nếu hôm nay An Ngọc Oánh thật sự bị gán tội danh yêu nữ bị giam vào thiên lao, cho dù có nhiều người cầu tình hơn nữa, cũng không thể nào được thả ra, kết cục của nàng chỉ có chết tại trong nhà ngục lạnh như băng kia, nhận hết đủ loại hành hạ. Hà. Nghĩ đến đây, Ninh Quốc công phu nhân lập tức lê đầu gối đến phía trước An Ngọc Oánh đang khóc đến tê tâm liệt phế, đối với mình đế mạnh mẽ sập đầu một cái, hô, bệ hạ, việc ngày hôm nay kỳ thực là do thần phụ động tay chân, hết thảy không liên quan đến Ngọc Oánh là người động tay chân. Mình Đế ánh mắt lãnh khốc sông nghiêm, tầm mắt mang hàn ý nồng đậm như khắc cốt nhìn ninh quốc công phu nhân, dáng vẻ kia, tự hồ chỉ cần dây tiếp theo nếu bà ta nói sai dù chỉ một chữ, ông sẽ đem tiết thị và an ngọc oánh cùng nhau giam vào thiên lao. Mình đế cũng không phải là người rộng lượng hào phóng gì, sau khi biết An Ngọc Oánh là họa quốc yêu nữ, ông liền bạo phát lửa giận, không để ý hôm nay là thọ yến của An Lão Thái Quân, muốn đem cháu gái của bà giam vào thiên lao từ điểm này có thể nhìn ra nay ông dừng lại để cho tiết thị nói chuyện cũng không vì nề mặt mũi của ninh quốc công phu mà là bởi vì tiết thị nói những việc này là do bà ta động tay chân nếu tất cả chuyện này là ninh quốc công phu nhân động tay chân như vậy yêu nữ chân chính vẫn còn tồn tại cho nên minh đế nhất định phải biết rõ đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra ánh phi bình tĩnh nhìn ninh quốc công phu nhân muốn xem bà ta muốn giải thích chuyện này ra sao. Chẳng lẽ bà ta muốn nói ra tất cả những kế hoạch đã bàn bạc mấy ngày nay? Khai ra tất cả mọi người để giải cứu An Ngọc Oánh sao? Nàng quay đầu nhìn tuệ không đại sư, nếu tiết thị khai ra từng người một có liên can trong chuyện này, vậy không phải muốn kéo theo tuệ không đại sư. Đến lúc đó tên hòa thượng này bị thẩm vấn, có thể cũng đem tất cả mọi người khai ra hay không? Ánh Phi trong lòng không ngừng đánh bản tính luôn hy vọng có người đứng ra gánh tội đem tổn thất giảm đến thấp nhất lại sợ chính mình vì việc này mà bị liên lụy bà vai nhỏ bé yếu ớt bởi vì mâu thuẫn mà run nhè nhẹ. an lão thái quân nhìn tiết thị sâu trong đáy mắt có một tia thương hại tia thương hại này khiến bà trở nên khác biệt với những người xung quanh hơn nữa nay bệ hạ đã muốn mở miệng thẩm vấn bà không thể nào xen lời thay đổi phương hướng phát triển của sự việc để tránh bị hiểm nghi có tham dự vào việc này dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người tiết thị tuy rằng sắc mặt trắng bệch nhưng tinh thần vẫn thực kiên định câu chữ rõ ràng nói đúng vậy bệ hạ đây là thần phụ động tay chân hôm nay sau khi biết được tuệ không đại sư đến phủ thần phụ biết đại sư đức cao vọng trọng bệ hạ nhất định sẽ thỉnh đại sư dự đoán vận hạn năm nay liền nghe trộm được lời tiên đoán của đại sư thế nhưng thần phụ chỉ nghe hiểu bề mặt của lời phán phượng xuyên mẫu đan long phi thiên cho rằng sẽ có quý nhân tương trợ bệ hạ. Thần phụ ánh mắt thiền cẩn, chỉ nghĩ đến nếu có thể làm cho ngọc oánh trở thành quy ngữ trong lời phán, sai người ở trên mặt váy của nàng giải kim phấn, chỉ khi kết hợp với kỹ thuật nhảy đặc biệt của nàng mới có thể nhìn thấy hình ảnh cự long phi thiên kia, như vậy sẽ khiến cho bệ hạ biết. Bà ta buồn bã rơi lệ, ai ngờ, thế nhưng đem lợn lành chữa thành lợn què, cuối cùng bệ hạ từ trong vật ký giải nghĩa ra mới biết được lời phán vốn là hàm chỉ tính chất của họa quốc yêu nữ. Thần phụ sợ tới mức thiếu chút nữa đã không dám nói ra, nhưng Ngọc Oánh là vô tội, hết thảy chuyện này đều là thần phụ gây nên, nàng căn bản là không biết. Tứ Hoàng Tử nghe lời biện giải của Ninh Quốc Công Phu Nhân, vị tiểu di, dị út, này xác thực rất thông minh, bà ta đem mọi tội lỗi đều đổ lên người mình, cũng không vạch trần toàn bộ sự thật, ngay cả tuệ không đại sư cũng bị gạt ra khỏi chuyện này một cách sạch sẽ không có nửa điểm liên lụy nói như vậy dù có chứng cớ hay là nhân chứng so với việc khai ra từng chi tiết trong kế hoạch lớn này còn sạch sẽ lưu loát hơn cũng có thể khiến cho phụ hoàng tin tưởng hơn một khi khai ra người khác sẽ có càng nhiều chuyện không nằm trong phạm vi khống chế xảy ra tình thương của mẹ tuyệt đối là thứ vĩ đại nhất trên thế giới này tiết thị nói ra những lời này nước mắt của oánh phi không kiềm được chảy ra nàng biết tại sao mẫu thân lại nói như vậy cứ như vậy mình và ngọc oánh đều an toàn cũng sẽ không vì vạch trần tuệ không đại sư mà liên lụy đến những người khác nhưng nếu như vậy mẫu thân sẽ phải chịu tội khi quân bệ hạ có thể tha an ngọc oánh nhưng dưới tình huống này ngài tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho ninh quốc công phu nhân ninh quốc công vừa nghe đến lời biện giải của tiết thị cơ hồ ngay lập tức liền phản bác Phu nhân, bà làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Bà tại sao có thể hồ đồ như thế a à? Hắn vốn cho rằng thê tử có thể có biện pháp cứu nữ nhi. Ai ngờ biện pháp của thê tử lại là đem mọi tội lỗi đổ lên người chính mình. Dù là ngu mốc như Ninh Quốc Công, cũng hiểu được trong chuyện này có chút không đúng. Hắn căn bản không tin lấy thân phận của tiết thị. Còn phải nghĩ cách làm cho An Ngọc Oánh trở thành quý nhân của Hoàng đế. Lập tức hô, phu nhân, bà căn bản không cần làm như vậy. Ninh Quốc Công Phủ cùng Tiết Quốc Công Phủ đã được nhận vô vàn thánh sủng rồi. Bà sẽ không làm ra chuyện như vậy. An Ngọc Oánh không nghĩ tới cha của mình thế nhưng lại nói như thế. Nàng sợ mẫu thân nghe xong liền hối hận, không giúp nàng gánh tội, liền dãy dụa khóc hô, nương, nương, người vì sao muốn hại nữ nhi, vì sao lại hại nữ nhi a à? Những câu kêu khóc này đem nổi lòng của tiết thị trở về thực tải, tuy rằng tiết thị tính tình mạnh mẽ, nhưng tình cảm của bà cùng ninh quốc công không phải không có nghe lời của trượng phu nhất thời nội tâm có chốt đau đớn hôm nay nếu tội được định xuống bà chắc chắn sẽ phải rời xa trượng phu nhưng nữ nhi thì sao nữ nhi còn trẻ như vậy liền phải vào thiên lao chịu mọi cực hình tàn khốc hơn nữa nhìn dáng vẻ của an ngọc oánh chỉ sợ chưa đến cửa thiên lao liền khai ra tất cả mọi chuyện đến lúc đó liên lụy không chỉ có một người mà là một gia tộc một người bị đánh còn hơn cả nhóm người chịu tội đây không phải là một đáp án rất rõ ràng sao không có chính là ta làm tuy rằng ngọc oánh là đích nữ quốc công phủ nhưng ông có biết trong lòng nàng tâm tâm niệm niệm đều là cần vương thế tử mà cần vương thế tử thì chưa bao giờ đem ánh mắt dừng ở trên người ngọc oánh ta thấy nàng ngày ngày đêm đêm vì cần vương thế tử mà thương tâm khổ sở ta đây là mẫu thân trong lòng cũng không vui vẻ nổi nếu có thể để cho Ngọc Oánh trở thành quý nhân của bệ hạ, vậy việc xin tứ hôn với Cẩn Vương Thế Tử liền sẽ không là vấn đề rồi. Ninh Quốc Công phu nhân lưu luyến nhìn Ninh Quốc Công một cái, sau đó quay đầu vô cùng chấn định nói với Minh Đế, bệ hạ, là thần phụ ngu muội là thần phụ ánh mắt thiền cận, chỉ nghĩ đến tư tình nữ nhi, thế nhưng lại không biết thì ra lời giải trong Phật ký lại là như thế này. Nội dung Phật ký tự nhiên lấy thiên ý làm trọng, nhưng việc do người sắp xếp lại không thể tính vào, bệ hạ, xin ngài tạm tha cho Ngọc Oánh. Bà ta nói xong, hướng về phía Minh Đế hung hăng dập đầu, cây chán tiếp xúc với bậc cầu thang cứng rắn bằng đá hoa cương, tạo ra từng đợt thanh âm trầm đục, liền biết mỗi một lạy đều là dùng hết khí lực, trên mặt đất dần dần lan ra vết móng. Một mẫu thân vì nữ nhi mà suy nghĩ như vậy, khiến các phu nhân tiểu thư xung quanh đều cảm động, ngay cả tạ thị cũng có chút rung động, chỉ có ánh mắt của Vân Khanh Thủy Trung vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng, nàng sẽ không cảm thấy đồng cảm, cho dù Ninh Quốc Công Phu Nhân là vì An mọc Oánh cầu tình, chẳng lẽ những chuyện này, nàng lại có khả năng hóa giải sao? Nếu không phải là nàng phát hiện sớm, tính cảnh giác cao, chỉ e người bị giam vào thiên lao hôm nay sẽ là nàng, mà đám người đang quỳ gối ở phía trước kia, chỉ biết tận lực mà bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó có thể vì nàng thương tâm lại có được mấy người chứ? Ninh Quốc Công hiển nhiên vẫn cảm thấy tiết thị không có khả năng vì lý do như vậy mà tùy tiện làm ra việc, như thế, vào lúc muốn vì phu nhân mình mà thanh minh, An lão thái quân lại lớn tiếng mở miệng nói: "Thịnh nhi, không được ở trước mặt thánh giá vô lễ." Thịnh nhi là nhũ danh của Ninh Quốc Công, hắn bị lời nói như nặng ngàn cân của An lão thái quân ép phải ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn An lão thái quân, chỉ thấy trong đôi mắt mờ đục theo thời gian kia mang theo khuyên can từ đáy lòng. Hắn mở mở miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói nữa, thân hình liền trở nên ủy oải quỳ trên mặt đất. Mình đế nhìn Ninh Quốc công phu nhân đang ở bên chân mình không ngừng dập đầu, cho đến khi vết máu tràn ra từ vầng trán của bà ta chảy đến bậc thang tiếp theo, mới dùng ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lãnh trầm hỏi, "Tuệ Không đại sư, lời phán này có chia ra do người làm hay do người làm hay không?" Lúc này mọi người mới chú ý tới tuệ không đại sự vẫn ngồi trên một bàn tiệc chay phía sau minh đế. Trên khuôn mặt béo tròn trắng trẻo kia đổ xuống từng hạt từng hạt thủy châu, chòm dâu bạc thật dài có vẻ ướt đẫm, ở phía sau lão là hai gã thị vệ, thiết giáp bội đao, mặt không chút thay đổi, từ khi sự tình xảy ra, liền canh giữ ở nơi này, giống như mỗi một người ở chỗ này đều đang bị khống chế. Lúc này nghe được minh đế rốt cục cũng chỉ đến tên của lão, lão mới từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong lúc đứng lên thì chân còn hơi mềm nhũn, bởi vì áo cà sa rộng thùng thình nên cũng không bị những người khác phát hiện. Lão cố gắng làm vẻ mặt bình thản, cúi mắt đi lên phía trước, ánh mắt khi nhìn đến chỗ tiết thị dập đầu, ra mặt rung rung một trận. Mà tiết quốc công lúc này thái độ lại vô cùng bình tĩnh, sắc mặt ổn định nhìn không ra manh mối gì, ninh quốc công phu nhân không hổ là nữ nhi của hắn, phản ứng nhạy bén, đem sự tình đổ lên hết trên người mình, lại dùng chuyện ngự phượng đàn làm cái cớ cho An Ngọc oánh, thật sự là vô cùng thỏa đáng, về phần Tuệ Không đại sư, hắn cười lạnh trong lòng, hắn một chút cũng không cần quan tâm Tuệ Không đại sư sẽ nói như thế nào. Bởi vì Tuệ Không nếu không muốn chết, thì sẽ biết kế tiếp nên nói như thế nào. Như lời của vị này phu nhân này nói, mọi ký ngữ đều phải là thiên tạo, mới có thể hiện ra người bị ám chỉ, người biết trước tiên cơ dưới sự sắp xếp của con người, liền mất đi ý nghĩa vốn có. Tuệ không thản nhiên nói ra, đôi mắt vẫn nửa khép như đang nhập định. minh đế rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm tiết thị gần như đã sắp mất, ánh mắt lạnh lẽo nói, thả An Ngọc Oánh ra. Thị vệ nghe âm, buông lòng tay ra, An Ngọc Oánh toàn thân đều ướt đẫm, cứ như mới từ trong nước đi ra, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa té trên mặt đất, may mắn hải thị ở phía sau giúp đỡ lấy nàng ta, mới để cho nàng ta không đến mức phải ngồi trồm hỗm trên mặt đất. Tiết thị từ đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả ngọc oánh thì chẳng khác nào bệ hạ đã muốn tin lời của bà ta, nhưng kế tiếp, nghênh đón bà ta là hình phạt gì đây, đau đớn trên chán đã khiến bà ta nói không ra lời, trước mắt một màu máu đỏ, làm cho bà ta cảm thấy trong lòng nồng đậm oán giận. Vốn những việc này đều nên là thẩm vân khanh gánh lấy. Tiết thị quay đầu hướng bàn tiệc nơi Vân Khanh đang ngồi nhìn qua, đáy mắt bắn ra tia ác độc lạnh như băng, biểu tình kia, làm cho tinh thần tả thị từ trong đám người sực tỉnh, cả người dùng mình một cái, lập tức che ở phía trước, không cho tầm mắt kia dừng ở trên người Vân Khanh. Tình thương của mẹ, không chỉ tiết thị có, bà cũng có, tuy rằng tả thị không rõ, vì sao tiết thị vô duyên vô cớ lại đột nhiên lấy loại ánh mắt khủng bố này nhìn Vân Khanh, nhưng bảo hộ nữ nhi là phản ứng đầu tiên của bà. Tiết quốc công nhìn thoáng qua tiết thị, đột nhiên đứng lên, một cước đạp xuống thân thể tiết thị, trong miệng như chứa đau, phẫn hận nói, ta như thế nào lại có thể nuôi ra một nữ nhi như ngươi vậy? Cho dù ngươi vì hôn sự của nữ nhi mình mà ăn uống không ngon, vì nàng mà đau lòng, ngươi làm sao có thể làm ra việc như vậy? Ngươi đây là đang lừa gạt thánh thượng, tiết ra chúng ta già trẻ lớn bé đều đối với bệ hạ trung thành và tận tâm ngươi liền vì tư tình nhi nữ, vì tấm lòng mẫu thân mà làm ra loại chuyện đại nghịch này, ngươi thật sự là làm cho vi phụ quá thất vọng rồi. Tiết thị bị phụ thân đá một cước lăn mình trên mặt đất, búi tóc tán loạn, cả người chật vật, lại nháy mắt hiểu ra dụng ý của tiết quốc công, ôm đùi bị đá, cất giọng nói, phụ thân, là ta ngốc, là ta đã đánh mất thể diện của tiết gia, không nên làm cho thanh danh của tiết thị bị vấy bẩn nhưng Ngọc Oánh đau khổ thích cần vương thế tử, ta đây làm nương, làm sao có thể không quan tâm. Nước mắt bà ta rầm rầm chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất, cơ hồ là khóc không thành tiếng nói, mẫu thân, ta thực xin lỗi người, không nên vào thọ yến của người làm như thế, là con dâu bất hiếu a. À. Vân Khanh nhìn hành động của tiết quốc công cùng ninh quốc công phu nhân, khóe miệng nén không được nụ cười lạnh, lông mi thật dài nửa khép đem con ngươi vô cùng sáng ngời che lấp nét âm trầm hiện lên. Tiết quốc công làm như thế, chẳng qua là muốn minh đế biết, Ninh quốc công phu nhân mục đích làm những việc này đều là lo nghĩ vì ái nữ, mới có thể xúc động hồ đồ, càng làm cho minh đế nhớ rõ, tiết thị là nữ nhi của hắn, hắn làm ra dáng vẻ giáo huấn như vậy, có thể làm cho cơn giận trong lòng minh đế giảm bớt phần nào. Mà tiết thị cũng thực thông minh, bà ta trừ việc nói ra mục đích đơn thuần của mình, còn cường điệu rằng hôm nay là thọ yến của An Lão Thái Quân. Nếu Minh Đế có thể tới vì An Lão Thái Quân chúc thọ, vậy thì nên cố kỵ hôm nay là một ngày vui, nếu vào ngày này để bà thấy máu, sẽ vô cùng không tôn trọng An Lão Thái Quân rồi. Không thể không nói, Tiết Quốc Công đối với tâm tư của Minh Đế vẫn tương đối hiểu biết, hắn giao huấn như thế, kéo dài thời gian, cơn giận của Minh Đế từ từ giảm xuống, hơn nữa khi nhắc tới An Lão Thái Quân đôi mắt của minh đế hơi chốt giật giật việc này chứng minh ông đã dần nguôi ngoai rồi nếu tiếp tục kéo dài thời gian chỉ sợ minh đế sẽ dùng hình phạt nhẹ nhàng giải quyết tam hoàng tử luôn ở một bên quan sát sự việc lúc này cũng đứng dậy vẻ mặt chính nghĩa nói ninh quốc công phu nhân nói lời ấy sai rồi ngươi vì nữ nhi của mình mà dụng tâm việc này thật chỉ là chuyện rất bình thường xin hỏi thiên hạ này có người mẫu thân nào không phải như thế nhưng vì hôn sự của nữ nhi mà sốt ruột cũng không thể dựa vào loại thủ đoạn gạt người này để xin tứ hôn, mà ngươi hôm nay không chỉ làm ra thủ đoạn giả dối, ngươi còn làm cho phụ hoàng sợ bóng sợ gió một hồi, làm cho lời phán của Tuệ Không đại sư bị bại lộ sớm. Quẻ này vốn là Tuệ Không đại sư tính ra vì phụ hoàng, nay mọi người đều biết, nếu về sau gặp loại chuyện như thế phát sinh, chẳng phải là sẽ bị người đề phòng mà che giấu yêu nữ kia? Đây đối với sự ổn định của Giang Sơn đại ung ta, đối với an toàn long vị của phụ hoàng đều tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Cũng không thể dùng một tội danh khi quân mà cho qua được. Từ khi giọng nói của Tam hoàng tử vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn thấy sắc mặt của Minh đế xảy ra biến hóa nghiêm trời lệch đất, so với lúc phát hiện An Ngọc Oánh là yêu nữ còn kinh sợ hơn. Loại kinh sợ này, cơ hồ có thể làm cho ánh nắng ban trưa mất đi vẻ huy hoàng của nó làm cho người ta cảm thấy đây là miệng núi lửa có thể tùy lúc bùng nổ. Mỗi người đều biết đến đây là hiệu quả sau lời nói của Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử từ khi nhập tiệc cũng không nói gì nhiều, nhưng đoạn thoại duy nhất này của hắn, so với những lời khác còn hữu hiệu hơn, đem tiết thị đẩy thẳng tới bờ vực tử vong. Bại lộ quẻ bói của tuệ không đại sư, tương đương với việc làm cho họa quốc yêu nữ kia có sự đề phòng, về sau một khi xuất hiện cảnh tượng phượng mặc mẫu đan long phi thiên chỉ sợ ngay từ đầu sẽ bị che giấu, làm cho minh đế không có biện pháp bắt được yêu nữ đó. Tội danh này, cơ hồ cùng với tội danh họa quốc yêu nữ ngang nhau rồi. Tất cả mọi người hiểu được, tình trạng giữa ba vị hoàng tử lúc này chính là thủy hòa bất dung, ở mặt ngoài tỏ vẻ huynh đệ tình thâm, kỳ thật trong tối âm thầm đấu đến người chết ta sống, ước gì đối phương chết sớm một chút mới tốt, đối với loại cảnh tượng này, triều thần thấy nhìn nhưng không thể trách. Hôm nay nữ nhi của Tiết Quốc công bị phạt, Tam hoàng tử đứng ra nói lời này mục đích cũng vì đả kích Tiết Quốc công. Nhưng dù ai ai cũng đều biết thì như thế nào, chỉ cần Tam hoàng tử nói ra lý do không có sơ hở phản bác, chỉ cần minh đế cảm thấy hắn nói đúng, như vậy thì được rồi, những việc khác không cần phải nói quá rõ ràng. Vân Khanh thản nhiên nhìn một màn trước mắt, loại việc bỏ đá xuống giếng này căn bản không cần nàng mở miệng tự nhiên sẽ có người khác đến làm loại chuyện chèn ép tiết quốc công này. Tiết quốc công ở trong chiều phong quang cỡ nào, đương nhiên cũng sẽ khiến mình trở thành bia ngắm, vô số người chờ cơ hội mà hạ bệ hắn. Lúc này tam hoàng tử, không phải là người chỉ e thiên hạ không loạn sao? Hôm nay là thọ yến của an lão thái quân, không nên có tang sự, nhưng ninh quốc công phu nhân coi rẻ thiên tử khi quân phạm thượng tuyệt đối không thể tha. Đem tiết thị kéo xuống cho chấm đinh hình 20 đại bản. Gian đe, thanh âm dồn nén lửa giận từ trong cổ họng minh đế truyền ra, so với bệnh nhân tâm thần điên cuồng hét lên còn đáng sợ hơn, người ở chỗ này đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tạ thị thậm chí gắt gao nắm chặt tay lại, nhưng đầu thấy thần sắc nữ nhi không có biến hóa, lúc này mới yên lòng, mà bên cạnh không ít tiểu thư phu nhân đều rất hiếm khi gặp vài loại chuyện này, bị hình phạt kia dọa sợ tới mức lạnh run. Đinh hình, đó là đem tội nhân đặt trên tấm ván gỗ đầy đinh, sau đó lại thi trượng hình, mỗi lần trượng hình giáng xuống, cái đinh liền đâm vào trong thịt một phần, 20 đại bản chịu xong, chỉ sợ ra thịt sẽ bị xuyên thấu, ngay cả mảnh xương nhỏ nhất, cũng sẽ bị đánh gãy, cho dù cứu được, chỉ sợ cũng phải nhờ người hầu hạ cả đời, không thể hoạt động tự nhiên được nữa. Đây là minh đế còn e ngại hôm nay là thọ yến của an lão thái quân, nếu không chỉ sợ sẽ trực tiếp kéo vào thiên lao, không một đường lui. Ninh Quốc công cơ hồ cả người run run nhìn thị vệ đem tiết thị kéo xuống, trong mắt là cảm tình thập phần phức tạp. An Ngọc Oánh thì lại cả người mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, cao giọng khóc lớn. Oánh Phi gắt gao nắm chặt tay mình, đem thống khổ che giấu ở trong ít hầu, tiếng khóc từ trong kẽ hở của làn môi đang cắn chặt thoát ra. Ngũ Hoàng tử nhìn chuyện đi đến bước này, trong đầu đang tự khắc hòa tình hình trước sau, hắn cau mày, trong mắt lộ ra chút thần sắc hoài nghi, từ lúc tuệ không đại sư nói ra lời bình luận, hắn liền liên tưởng đến cảnh chim diều xuất hiện lúc minh đế tiến vào. Ngự phượng đàn người này, không kính quỷ thần, không tin quỷ thần, cũng chưa từng để ý đến những chuyện quỷ quái này, hôm nay lại nâng tay bắn ưng cũng không phải kỳ lạ, chỉ là đoạn thoại sau đó, cũng làm cho hắn không thể không nghĩ tới vị trí của thẩm vân khanh đang đứng lúc ấy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay chuyện xảy ra trên Thọ Yến cùng Thẩm Vân Khanh có liên quan, nhưng từ đầu tới đuôi, nàng lại chưa từng nói một câu nào, thật sự làm cho ngũ hoàng tử không thể đoán ra cái gì, nhưng trực giác trong lòng lại kêu gào mãnh liệt. Tiết quốc công sắc mặt ẩn ẩn gân xanh, nhưng lại không thể không khống chế bất mãn của mình, để tránh bị minh đế nhìn ra ý đồ trong lòng, nhìn nữ nhi bị mang đi, tầm mắt vừa chuyển, gắt gao nhìn thẳng vào Vân Khanh vẻ lo lắng ngoan cường trong mắt thậm chí lộ ra một loại có thể coi là sát ý tàn nhẫn. Hôm nay những chuyện đã an bài này đều là nhằm vào thẩm vân khanh, thế nhưng khi đến điểm mấu chốt, lại bị ngự phượng đàn ra tay bắn hạ chim diều hâu, trên váy ngọc của ánh còn hiện ra hình ảnh kim long quỷ dị. Tiết quốc công nắm bắt diễn biến kế hoạch rất rõ ràng, kim long kia tuyệt sẽ không phải do tiết thị làm, khả năng duy nhất chính là âm mưu hãm hại thẩm vân khanh của bọn họ bị bại lộ bị người ra tay trước mà đem tội danh đổ lên người Ngọc Oánh. Hắn nhìn cô gái diễm lệ như hoa, đang lặng lặng ngồi ở chỗ kia, không nói không cười, nàng đã dần dần có phong thái khuynh thành, trong tâm can phế phủ đều có một cảm giác giận đến phát đau. Nhiều người tỉ mỉ bố cục như vậy, đã sớm bắt đầu dựng ra màn kịch này, thế nhưng lại bị nàng phá giải sạch sẽ, ngay cả mình còn phải chịu thiệt mất đi nữ nhi. Tuyệt không thể để nàng tiếp tục tồn tại trên đời dám công nhiên khiêu khích tiết quốc công hắn cao thấp trong triều thẩm vân khanh là người đầu tiên vân khanh không hề ý kỷ chính diện đấu mắt khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt trong lòng đã có dự cảm không tốt tiểu nữ nhi bị minh đế xử lý như thế chỉ sợ đã hoàn toàn chọc giận tiết quốc công hắn hiện tại nhìn mình khẳng định sẽ không nghĩ ra được ý tốt gì hơn phân nửa là muốn giết nàng đi nếu nói không có một chút sợ hãi đó là không có khả năng hắn là quốc công quyền thế ngập trời, tay cầm trọng binh, còn chỗ dựa của nàng chẳng qua chỉ là trí thông minh của bản thân mà thôi. Nhưng xem chuyện hôm nay, nếu được lựa chọn lần nữa, nàng cũng tuyệt không hối hận, nếu tiết quốc công hắn trước đó không sử dụng thủ đoạn ác độc như vậy, thì sẽ không có màn an ngọc quánh bị gài bẫy này, nàng không phải là một con vịt chờ chết, chỉ có thể bị người khi dễ, nếu đối phương đã cường ngạnh muốn đấu nàng đây cá chết lưới rách cũng phải liều mạng chống lại, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng phát ra tia sáng cực kỳ hoa mỹ, cả người như đóa hoa mẫu đơn khổng lồ phía sau, nghiễm nhiên đang trong kỳ nở rộ, tỏa ra màu sắc diễm lệ, hoa quang vô song như tiêu cốt mẫu đan, cho dù có bị lửa thiêu mất cành lá, cũng có thể ở trong bóng tối đêm đen nở rộ càng thêm lóa mắt. Lời ngoài mặt, tiêu cốt mẫu đan tương truyền võ tắc thiên có một lần muốn du lãm thượng uyển liền làm cho bách hoa nở rộ ngày hôm sau khi võ tắc thiên du lãm hoa viên thì nhìn đến bên trong vườn bách hoa thịnh khai lại chỉ có một mảnh mẫu đan không nở hoa võ tắc thiên dưới cơn nóng giận liền sai người dùng lửa đốt trụi cành lá cũng đem bụi mẫu đan này từ trường an biếm đến lạc dương ai ngờ bụi hoa này tuy đã bị đốt trụi cành lá thế nhưng vẫn có thể nở rộ khoe ra sự diễm lệ của nó chúng hoa tiên bội phục không thôi, liền tôn bụi mẫu đan làm bách hoa vương, tiêu cốt mẫu đan. Cũng vì vậy mà thành danh, cũng chính là lạc dương hồng. Ngày nay, nữ đại ngự hưng, ý tin tưởng này mọi người cũng đã nhìn ra, câu này là lúc trước lý thế dân nhìn đến võ đại lý hưng. Mà đổi, chương 359, cha nữ mất mặt. Một buổi thọ yến lại biến thành buổi phán quyết sự hưng phấn lúc đầu của mọi người nơi đây cơ hồ đã không còn. Minh đế tâm tình đương nhiên cũng không tốt hơn là bao, liền phải tay áo bỏ đi. Minh đế vừa đi, những khách nhân khác đương nhiên cũng liên tiếp cáo từ. Một buổi thọ yến đang yên đang lành của An Lão Thái Quân lại biến thành như vậy. Xiếm y màu đỏ sậm in chữ thỏ mặc trên người lại đối lập với khuôn mặt mang nét bi thương của bà. Bà nhìn các vị khách nhân mang theo áy náy nói làm phiền các vị tới tham gia thọ yến của lão thân, cũng không ngờ lại xảy ra loại chuyện này, Thục Vân, Hãn Nhi, các con thay ta tiễn các vị đại nhân và phu nhân ra về đi. An thượng thư cùng An phu nhân đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười thỏa đáng, vừa không có vẻ mặt bi ai mà cũng không quá vui vẻ, không khiến người khác cảm thấy bọn họ đối với chuyện của Ninh Quốc công phu nhân là vui sướng khi người gặp hòa, hai người chia ra đưa nữ khách nam khách rời đi. Vân Khanh An tuyết oánh thấy phụ thân mẫu thân đều đi tiễn khách, trong lòng còn sợ hãi chậm rãi đến bên người Vân Khanh, trong mắt còn mang theo dư chấn khiếp sợ sau một màn vừa rồi. Vân Khanh nhìn nàng mỉm cười, trong ánh mắt mang theo tĩnh lặng, sao rồi, bị dọa rồi ư? Có một chút, An tuyết oánh nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt thương tiếc dừng lại ở trên người An Ngọc oánh vừa bị người nâng dậy, tam tỷ tỷ bị dọa sợ tới mức thực thảm, khóc không khác gì lệ nhân, đại bá mẫu làm sao có thể làm chuyện như vậy, tội khi quân nghiêm trọng thế nào chứ, một khi bị bệ hạ phát hiện, sao có thể dễ dàng tha thứ đây, nếu đại bá mẫu vừa rồi không nói ra chân tướng, chỉ sợ tam tỷ tỷ hiện tại đã không còn đường sống rồi. Sau khi nàng nói xong, liền thu hồi tầm mắt, lại đón nhận ánh mắt của Vân Khanh, trong đôi mắt phượng kia lộ ra một tia cổ quái, đang sáng quắc nhìn vào nàng. Trong con người đen như mực lại là từng đạo tinh quang ẩn ẩn lóe sáng, làm cho An Tuyết Oánh vô tình cảm thấy có chút không được tự nhiên, không khỏi hỏi ngược lại, Vân Khanh, ngươi làm sao vậy, vì sao lại nhìn ta như vậy? Ánh mắt An Tuyết Oánh trong suốt không hề lẫn một tia tạp chất, trong đôi mắt to tròn đã tràn ngập nghi vấn. Vân Khanh nhìn nàng, trong đầu lại hồi tưởng lời nói vừa rồi của nàng, thản nhiên mở miệng nói, "Tuyết Oánh, mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu. Như thế nào? An Tuyết hoài nghi hoặc nhìn nàng, không biết Vân Khanh tại sao lại nói như vậy, chuyện vừa rồi chẳng lẽ còn có việc cổ quái gì khác. Đại bá mẫu của ngươi là đích nữ của Tiết Quốc công, từ nhỏ có cái gì chưa thấy qua, hiện tại lại là Ninh Quốc công phu nhân, bà ấy là loại người vì hôn sự của nữ nhi mà đi phạm vào sai lầm này sao? Bà ấy muốn hại không phải là an mộc oánh mà là ta. Vân Khanh mặc kệ vẻ mặt của An Tuyết Oánh lúc này biến đổi như thế nào. Nếu An Tuyết Oánh đã là bạn tốt của nàng, Vân Khanh cũng không muốn giấu giếm chuyện này. Cứ như vậy, về sau khi hai người nói chuyện, ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra vài tình huống ngại ngùng. Tựa như lời vừa rồi của An Tuyết Oánh, đang đồng tình An Ngọc Oánh, đang tội nghiệp An Ngọc Oánh. Những thứ này, An Ngọc Oánh không đáng được nhận, Nội tâm Tuyết oánh thuần khiết hiền lành lương thiện không nên vì loại người ác độc này mà tồn tại, cho nên nàng phải nói ra sự tình, mặc dù An Tuyết oánh sẽ cảm thấy bất ngờ, thực khiếp sợ, nhưng Vân Khanh tin tưởng, việc này so việc giấu giếm An Tuyết oánh sẽ tốt hơn nhiều. "Ngươi là nói đại ba mẫu muốn hại ngươi?" Bà ấy ban đầu muốn. Ngự khí của An Tuyết oánh mang chút kinh hoàng, trợn to mắt nhìn Vân Khanh nhưng trong đầu cũng rất nhanh liên tưởng lại tình huống lúc ấy khi xuất hiện chim diều hâu. Nếu Vân Khanh không nói ra, nàng cũng sẽ không nghĩ đến điểm này, nhưng nếu Vân Khanh nói như vậy, nàng liền nhớ đến vị trí hai người ngồi là ở trung tâm đóa hoa mẫu đơn khổng lồ kia, ngươi là nói diều hâu cắp xà, vốn là muốn ném về hướng ngươi. Vân Khanh cười nhẹ, ngươi cứ nói đi, trong vườn này làm sao đột nhiên lại xuất hiện diều hâu có con diều hâu nào sẽ bắt rắn bay về phủ đệ trong kinh thành mà ném chứ? Hơn nữa biết được quẻ bói của tuệ không đại sư có được mấy người? Nghi vấn về từng người một lần lượt bị lôi ra, An Tuyết bánh cẩn thận phân tích cẩn thận tình hình trước sau, bởi vì Vân Khanh cố ý tránh né, nàng cũng không nghĩ tới tuệ không đại sư cũng có vấn đề, chỉ là nghĩ đến kỳ thật quẻ Phật ký kia đám người tiết thị đã sớm biết, liền nói ngay đại bá mẫu bọn họ là muốn hại ngươi. Muốn khiến ngươi trở thành yêu nữ kia. Vân Khanh ngươi làm sao đoán được. Trời ạ, à, nếu không phải ngươi sớm phát hiện. Vậy thì tội danh yêu nữ kia sẽ rơi vào người ngươi. Vậy váy của tam tỷ tỷ nàng. Vân Khanh ánh mắt lưu chuyển. Trong đôi mắt đen láy như chân trâu mang theo ý cười. Cũng không phủ nhận hay thừa nhận. Chuyện như vậy mọi người tự biết là tốt rồi. Tam tỷ tỷ ngươi lần trước ở đêm thất tịch không thành công khiến ta táng mạng dưới đao của Hắc Y Nhân lúc này đây nàng ta làm sao có thể buông tha ta nếu nàng ta cứ muốn như vậy ta cũng chỉ có thể phản kích thôi an tuyết oánh nghĩ tới chuyện vừa rồi đem vị trí của an ngọc oánh đổi thành vân khanh bàn tay nhỏ bé bất giác từ từ nắm chặt nếu là vân khanh bị bắt lại có bao nhiêu người có thể cầu tình cho vân khanh chứ vân khanh không giống an ngọc oánh có nhiều quan hệ phức tạp rắc rối che chở như vậy đáy mắt nàng ngấn nước vân khanh ngươi Ngươi vừa rồi vì sao không đem những chuyện này nói ra? Các nàng làm như vậy thật sự quá đáng lắm rồi. Trong ngày thường An Ngọc Oánh đối với nàng vung tay múa chân, khi dễ nha hoàn của nàng, tất cả An Tuyết Oánh đều không để trong bụng mà cho qua, nghĩ rằng nàng ta là tỷ tỷ nên cũng nhịn, nhưng nhớ tới hành vi hai lần trước của An Ngọc Oánh, lúc này đây, An Tuyết Oánh cảm thấy rất tức giận. Nói như thế nào, nói ra không phải làm cho sự tình càng trở nên phức tạp sao đến lúc đó người và việc bị liên lụy càng ngày càng nhiều chuyện này liền trở nên càng ngày càng phức tạp ngược lại không bằng cứ như vậy được giải quyết sạch sẽ lưu loát còn làm cho ninh quốc công phu nhân chủ động đứng ra nhận tội không phải càng tốt sao hơn nữa an ngọc oánh có mẫu thân phạm phải tội khi quân thanh danh ở kinh thành chỉ e càng ngày càng kém một câu này vân khanh không nói ra chỉ là nghĩ trong lòng trên mặt từ đầu đến cuối cũng chỉ là nụ cười thản nhiên không nghĩ tới bọn họ thế nhưng lại xấu xa như vậy ngươi về sau cần phải cẩn thận hơn một chút an tuyết oánh kéo tay vân khanh lòng tràn đầy lo lắng nói cảm nhận được quan tâm trong lời nói của nàng vân khanh trong mắt lại xẹt qua một cảm xúc cực kỳ phức tạp tuyết oánh chính ngươi cũng phải cẩn thận hơn nghe xong lời vân khanh An Tuyết Oánh cả người run lên, buông xuống hàng mi dài rậm, che đi thần sắc bi thương trong mắt, cúi thấp đầu xuống, "Ta, ta biết rồi." Hôm nay Ninh Quốc công phu nhân nhìn An Tuyết Oánh cùng Vân Khanh đi đổi quần áo, nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ không ai mở miệng hoặc sai người tách An Tuyết Oánh ra. Bà ấy không phải không biết An Tuyết Oánh và Vân Khanh quan hệ rất tốt, cũng không phải không biết An Tuyết Oánh một đường đều cùng Vân Khanh đứng chung với nhau nhưng trong mắt Ninh Quốc Công Phu Nhân, An Ngọc Oánh, Oánh Phi, Tiết Quốc Công những người này, cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến sự tồn tại của An Tuyết Oánh, nếu là An Tuyết Oánh vào lúc diều hâu ném xa. Mà nàng còn đứng cùng Vân Khanh, thì tội danh họa quốc yêu nữ hôm nay, An Tuyết Oánh cũng không tránh khỏi bị liên lụy, bởi vì nàng cũng đứng ở trong hình hoa mẫu đơn ấy. Mình đế là một người như thế nào, tiết quốc công bọn họ không thể không rõ ràng, một khi đã phát hiện cảnh tượng như vậy xuất hiện, Minh đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua người nào, ông tình nguyện đều xem cả hai người là người được ký ngữ ám chỉ, nữ đại ngự hưng, quẻ này cũng không nói chỉ là một người, đây là lý giải của đế vương. Dựa vào sự thông minh của An Tuyết hoánh mà nói, nàng không có khả năng không nghĩ tới điểm ấy, nàng chính là không muốn nghĩ như vậy, nhưng mà sự thật ở trước mắt, tự lừa gạt bản thân không bằng đối mặt đó cũng là nguyên nhân thật sự khiến Vân Khanh tức giận. An Ngọc Oánh, Tiết Quốc Công cùng Vân Khanh nay đã kết thù, vô luận đối phương làm ra thủ đoạn gì, bọn họ cũng cảm thấy bình thường, bởi vì mọi người là đối địch, nhưng An Tuyết Oánh là đường muội của An Ngọc Oánh, cũng là cháu gái An Lão Thái Quân, bọn họ lại không đặt sinh tử của một cô gái tinh khiết thiện lương như vậy ở trong mắt, người như vậy, tâm tình là cực độ ích kỷ. Dù là ai thì ở trong mắt bọn họ, hoặc là cùng chiến tuyến với họ, nếu không chính là đáng chết. Vân Khanh vô cùng phẫn nộ, nàng cảm thấy người sở dĩ được gọi là người là vì họ còn có thiện niệm, hiểu chuyện, mà những người này, hành vi ngay cả xúc vật cũng không bằng. Tuyết Oánh, thiện lương không có nghĩa là luôn bị khi dễ, mà là dựa vào bản tâm mà làm người, ta không muốn nói là bọn họ sai bởi vì bọn họ cũng được coi là thân nhân của ngươi nhưng những việc bọn họ làm đã có chuyện hôm nay mở đầu sau này có lẽ sẽ còn tàn nhẫn hơn vân khanh thấp nói với an tuyết oánh xong nhìn cần cổ trắng như tuyết lộ ra đường cong yếu ớt lại nắm thật chặt tay nàng an tuyết oánh vẫn gật gật đầu một nỗi yêu thương nồng đậm hiện ở giữa trán vân khanh biết trong vòng nửa khắc này sẽ không thể khiến nàng chấp nhận hết sự thật cũng không thể cưỡng cầu mà hôm nay thấy nàng cũng mệt rồi, liền cho tiểu hàn đỡ an tuyết oánh đi vào nghỉ ngơi. Phần lớn mọi người đã đi về, tạ thị cùng an phu nhân còn ở đằng trước không biết đang nói gì đó, vân khanh nhìn người ở chỗ này cũng không nhiều lắm, liền tính tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, đúng lúc này, tiết nhất nam đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Môi mang nụ cười khẽ, vận ninh quận quân còn tính lưu lại tiếp tục xem tuồng sao. Người của tiết gia trong đầu Vân Khanh hiện ra phản ứng đầu tiên chính là như thế, nàng che giấu sự không kiên nhẫn trong ánh mắt, nhợt nhạt mở miệng nói, nay người đi tiệc tàn, còn có cái gì mà xem, chẳng qua cũng chỉ là một đám lang sói mà thôi. Nàng khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút ý cười, theo lông mi thật dài phóng ra, nhưng thật ra tiết tứ công tử, ngươi như thế nào lại không đi xem đường tỷ của ngươi, bà ta hiện tại phải chịu đinh hình chỉ sợ chống đỡ không được lâu đâu tiết nhất nam biểu tình nghiền ngẫm không tràn ngập phẫn nộ như tiết quốc công cũng không bi thống như ninh quốc công nếu muốn dùng một từ để hình dung hắn đó là không thèm đếm xỉa hắn phảng phất cũng cùng vân khanh giống nhau trong ánh mắt mang theo một tia tìm kiếm ta như thế nào cảm thấy sự việc hôm nay đều do ngươi một tay an bài đây ánh mắt của hắn ẩn ẩn sáng lên giống như một con sói đang nhìn thẳng vào con mồi của mình, làm cho Vân Khanh có một loại ảo giác bị nhìn trộm. Bất quá Vân Khanh tuyệt không kinh hoàng từ những lời này của Tiết Nhất Nam, nàng có thể đoán được chuyện hôm nay Tiết Quốc Công cũng không nói cho Tiết Nhất Nam biết, vì thế nàng thản nhiên cười, dùng nhàn hoa mỹ như trăng rằm mây nhú. Tiết Tứ Công Tử nói chuyện gì, tại sao ta lại nghe không hiểu vậy? Tiết Nhất Nam nhìn nàng mang theo biểu cảm vô tội cùng giọng nói mang vẻ áy náy phát ra từ đôi môi đỏ mọng kia, hắn nhẹ nhàng cười vài tiếng, tiếng cười như kim thạch va chạm, "Tuy rằng ta lấy không ra chứng cớ gì, nhưng ta biết là ngươi làm, hơn nữa, ta cảm thấy ngươi làm vô cùng tốt nha." Hắn nói xong câu đó, cây quạt trong tay nhanh chóng phất ra, đồ họa Giang Sơn thủy mặc trên mặt quạt tản ra đại khí hồn nhiên, vừa thấy liền biết là tác phẩm danh gia, phối với khí chất phong lưu của hắn, tạo ra phong cách đặc biệt tiêu sái nghe hắn câu nói sau cùng lại nhìn hắn hành tung như gió nhanh nhẹn mà đi vân khanh đáy mắt lộ ra một chút tìm tòi tiết nhất nam này đến tột cùng là người thế nào vì sao làm cho nàng cảm giác người này rất kỳ quái là người khó dò xét chẳng lẽ người hành tẩu trên giang hồ đều khiến người khác cảm thấy như thế sao vân khanh không rõ sống hai đời nàng chưa từng cùng người giang hồ giao thiệp qua không biết người giang hồ chân chính là như thế nào nhưng có nghe nói họ là người sảng khoái hào khí luôn nói nghĩa khí nhưng ba điểm này một chút cũng không thấy trên người tiết nhất nam an ngọc oánh bị dọa một hồi vừa khóc được một lúc mới từ từ bình tĩnh lại mắt thấy mọi người tản đi không ít nàng ngồi ở trên ghế ánh mắt mới dần có tiêu cự xem tình hình ở giữa sân an phu nhân còn đang cùng tạ thị nói chuyện an lão thái quân đã được hạ nhân đỡ đi nghỉ ngơi mặt khác còn có ba phe cánh của ninh quốc công đang ở một bên giúp tiễn khách mà trên một ghế khác thẩm vân khanh đang nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nàng ta nụ cười kia đắc ý như vậy tươi đẹp như vậy dừng ở trong mắt an ngọc oánh lại trói mắt vô cùng nàng ta không biết từ đâu tìm được khí lực đôi chân như nhũn ra cũng trở nên mạnh mẽ hơn vài bước đi đến trước mặt vân khanh khóe môi mang nụ cười châm chọc lại lạnh như băng, thẩm vân khanh, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ. Vân khanh cười càng thêm bình thản, châm chọc nơi đáy mắt lại đặc biệt không che giấu, nàng đứng lên, mặt đối mặt với An Ngọc Oánh nói, An Tiểu Thư nói lời này, làm cho Vân khanh không biết nên nói như thế nào rồi. Hôm nay An Tiểu Thư thật đã tỏa sáng một phen, ở ngự tiền hiến vũ, ký kinh tứ tỏa thật sự làm cho Vân Khanh khó được một lần mở rộng tầm mắt. Thẩm Vân Khanh An Ngọc oánh trợn lớn con người, nhớ tới vũ nhục hôm nay, những gì mình phải chịu đựng, nhất thời xông về phía Vân Khanh. Vân Khanh một tay bắt lấy cổ tay nàng ta, lấy tốc độ nhanh chóng đâm vào ma huyệt của nàng ta, một huyệt vị trên bàn tay, làm cho cả người nàng ta tê dại, toàn thân vô lực, sau đó nâng lên tay còn lại, lấy xuống một nhánh cây khô trên đầu An Ngọc Oánh, cầm ở trong tay, ngươi biết không? Ta rất không thích ngươi, bắt đầu từ lúc ở Dương Châu, khi ngươi ra vẻ đương nhiên sai bảo những người khác thay ngươi làm nền, ta liền đối với ngươi không có hảo cảm. Kết quả sau khi vào kinh thành, ngươi lại ba lần bảy lượt ra tay hãm hại ta, tuy rằng thủ đoạn mỗi một lần càng ngày càng cao, nhưng mỗi một lần ngươi đều bị bại thảm hại hơn. Hôm nay nương của ngươi vì cứu ngươi mà sắp phải chết, Ngươi lại còn tới trước mặt ta mà hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ trong đầu của ngươi cũng chỉ chứa một người nam nhân sao? Nghe được câu nói sau cùng, mắt của An Ngọc Oánh trừng lớn hơn nữa, Vân Khanh Phượng mâu nhấc lên, ngây ngô đem cành khô tới gần mắt của An Ngọc Oánh trừng một tấc, ngữ khí đột nhiên trở nên âm trầm, ngươi nếu lại trừng, ta sẽ đem nhánh cây này đâm vào trong mắt của ngươi. Hai người bọn họ đứng nói chuyện, những người khác nhìn không thấy biểu tình gì chỉ có vị trí An Phu Nhân đang đứng mới có thể nhìn rõ ràng động tác của Vân Khanh, chỉ thấy ánh mắt bà dừng trên tay Vân Khanh, sau đó giơ tay lên sờ sờ huyệt thái dương trên đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, mang theo tạ thị đứng ra chỗ khác. Ngươi dám, ngươi nếu làm vậy, ngoại công ta tuyệt đối không tha cho ngươi. An Ngọc oánh ngoài mạnh trong yếu hô lên. Tốt, vậy thì thử xem, xem là ngươi biến thành người mù có vẻ khó coi, hay là ta có vẻ sợ ngoại công của ngươi hơn A? À? Vân Khanh ngân thu lại châm, tay cầm cành khô cũng hướng về phía trước. Không cần A, à, không cần. An Ngọc Quánh lập tức theo bản năng thối lui ra phía sau, sơ sẩy lại té ngã trên mặt đất, sợ Vân Khanh thật sự đâm nhánh cây vào con mắt của mình, tay vông vầy lung tung kêu lớn. Nếu là ngày thường, An Ngọc Quánh khẳng định sẽ không bị dọa đến sợ hãi như vậy. Nhưng hôm nay, nàng ta thiếu chút nữa phải vào thiên lao, trái tim đã bất ổn, sao động cực kỳ, lúc này lại bị kích thích như thế, liền bắt đầu hoảng loạn. Tiếng kêu của nàng ta cao vút chói tai, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của vài vị phu nhân tiểu thư còn lại, các nàng nhìn đến An Ngọc Oánh ngồi dưới đất, liên tục lui về phía sau. Mà vận ninh quận quân trên mặt mang theo sự vô tội và sợ hãi, thập phần khó hiểu nhìn An Ngọc Oánh. An phu nhân nhìn An Ngọc Oánh ngồi dưới đất, mắt đẹp híp lại, trên mặt lại mang theo vô cùng quan tâm đối với người xung quanh phân phó, còn không mau mang tam tiểu thư trở về phòng, hài tử này thật đáng thương, làm sao chịu nổi những sóng gió loại này a? À? Vân Khanh vừa nghe lời này liền nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ, An phu nhân quả nhiên cũng đoán được tiền căn hậu quả của sự việc, xem ra đã muốn ghi hận ninh quốc công phu nhân bọn họ rồi những lời cuối cùng thêm vào cực kỳ khéo thanh âm không cao không thấp như đang nói cho những người khác an tam tiểu thư hôm nay bị kinh hách chỉ sợ có chốt điên điên khùng khùng rồi an phu nhân ta cũng đi về trước nơi này còn có chuyện phải xử lý không tiện quấy dày thêm tạ thị xem an ngọc oánh bị hạ nhân đưa đi thu hồi ánh mắt mang theo tươi cười thích hợp nói an phu nhân mục đích đã đạt được tự nhiên cũng sẽ không giữ khách cười đưa các nàng đến cửa vốn nghĩ thọ yến cũng sẽ không chấm dứt sớm như vậy kết quả này chưa quá giờ ngọ tạ thị cùng vân khanh đã trở lại lý ma đầu tiên là kinh ngạc sau khi nghe hồ phách kể lại sự tình liền cho phòng bếp đi chuẩn bị đồ ăn vân khanh và tạ thị cùng nhau dùng cơm bởi vì đạt được bước đầu thắng lợi lại vì nghênh đón những chuyện sẽ xảy ra tiếp đó vân khanh ăn được một chén cơm còn uống thêm một bát cháo mới buông xuống bát đũa khiến tạ thị hếch mày nói, ngày hôm nay con cảm thấy mệt mỏi sao? Ngày thường Vân Khanh ít khi có khẩu vị tốt như vậy, tuy nói trong thọ yến chưa khai tiệc, nhưng điểm tâm giữa buổi thì tạ thị thấy nữ nhi cũng ăn không ít, nay còn có thể ăn một chén cơm, khiến bà làm sao không kinh ngạc chứ? Vân Khanh hí mắt cười, có hơi mệt một chút, đứng cũng đứng rất lâu rồi. Tạ thị nhớ tới chuyện sáng hôm nay, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thở dài, hổ phách nhân cơ hội cho tiểu nha hoàn đem đồ ăn trên bàn dọn dẹp, sau đó lại châm một bình hồng trà, rót ra cho hai người, tạ thị bưng chén trà lá sen trắng bằng gốm sứ, uống một ngụm, mới nói, sau khi đến kinh thành, nương cảm thấy khắp nơi cũng không quá an bình, vốn lão gia được phong tước vị, ta còn rất vui vẻ, bây giờ nghĩ lại, không tốt bằng ở Dương Châu. Quả thật đến kinh thành nửa năm, tạ thị đã nhìn những việc lớn nhỏ liên tiếp xảy ra, cảm giác phong ba vô định. Vân Khanh cười nói: "Nương, đó đều là chuyện của người khác, nhà chúng ta sống vui vẻ an bình là tốt rồi. Kỳ thật đến chỗ nào đều giống nhau, chẳng lẽ Dương Châu không xảy ra chuyện gì sao? Con thấy kỳ thật nương đây là đang nhớ Dương Châu thôi." Những lời này Vân Khanh nói đã trúng tâm sự của Tả thị, tay bà nắm chén trà, đáy mắt tựa hồ có tâm sự, con nói cũng không sai, đến chỗ nào đều không thể sóng yên gió lặng chỉ là kinh thành này, tạ thị chưa từng đi qua, bà cho dù là đích nữ của tạ thư thịnh, nhưng tạ gia đã suy tàn, mà bà nay lại gả cho thương nhân, phu nhân trong kinh thành tuy rằng ngoài mặt cùng bà khách khách khí khí, đại đa số vẫn là không thân cận. Việc này, kỳ thật Vân Khanh cũng biết, tạ thị khi đó ở Dương Châu, mặc dù là thương nhân, nhưng cũng có những phu nhân có mười mấy năm giao tình, dù là quan gia hay thương gia, cũng đều có thể lui tới, sau khi đến kinh thành, tạ thị liền cực hiếm xuất môn. Tự hồ nghĩ tứ việc khác, biểu tình tạ thị lại sôi nổi một ít, ngày hôm nay nhìn đến an phu nhân, nương cảm thấy bà so với trước kia đã thay đổi rất nhiều. An phu nhân là người thông minh. Vân Khanh nhấp một ngụm trà, thần sắc trong mắt bị che đi bởi làn hơi của hồng trà. Chính vì An phu nhân thông minh và có năng lực, cho nên An tuyết oánh mới có thể được bảo hộ cực kỳ tốt kiếp trước nàng cũng là dưới sự bảo vệ của tạ thì mà lớn lên, cả đời này, đổi thành nàng đến bảo hộ người thân. Hai mẹ con còn nói thêm mấy câu, Vân Khanh liền về viện của mình, đi ngang qua một tòa núi giả thì bỗng nhiên có một người đi ra. chương 360, Uổng mạng dưới đao. Hai mẹ con nói thêm mấy câu, sau đó Vân Khanh trở về viện của mình. Lúc đi ngang qua một tòa núi giả thì bỗng nhiên một thân ảnh đi ra, di chuyển nhanh như gió im hơi lặng tiếng theo chân nàng vào sân. Vân Khanh vào sân, trực tiếp vào trong phòng, lúc này đúng là thời gian nhàn nhã nhất trong ngày, bọn nha hoàn tụm năm tụm ba ngồi trong viện, trong tay đánh thắt dây đeo, ăn hạt dưa, thấp giọng cười đùa. Tiểu thư, muốn ngủ trưa một lát hay không? Liều Thúy thấy Vân Khanh buổi sáng đứng hồi lâu, giữa trưa dùng bữa lại nhiều hơn so với ngày thường, liền đề nghị. Vừa ăn nhiều như vậy, làm sao ngủ được chứ? Vân Khanh cười nhẹ, tuy rằng khẩu vị tốt, ăn vào không ít, nhưng hệ tiêu hóa dù sao cũng không thể to thêm, hiện tại nàng có cảm giác bụng no căng. Cũng đúng, ăn rồi ngủ, càng dễ tích thực, khó tiêu. Lưu Thúy đứng ở một bên, gật đầu nói. Em đi lấy khuôn và châm tuyến đến đây, ta thiêu thêm mấy món đồ, đợi lát nữa lại đi nghỉ ngơi, em không cần ở trong này coi chừng đâu. Vân Khanh phân phó hiện tại ánh sáng vừa vặn nắng thu chênh chết, bên trong phòng ngập ánh nắng người ăn no tâm tình cũng tốt cả người lười biếng tựa vào bên hiên cửa sổ từng mũi từng mũi bắt tay vào thiêu đồ khanh khanh thanh âm bất thình lình xuất hiện cũng không làm vân khanh giật mình thấy người nọ xương y như tuyết hoa quang vô song con rồng màu tím nơi vạt áo tôn lên dáng người và dung mạo vô cùng tuyệt lệ một đôi mắt hẹp dài long lanh như nước làm cho người ta vừa thấy liền khó mà rời mắt. Tại sao ngài lại ở chỗ này, không quay về vương phủ sao? Vân Khanh nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, thấp giọng hỏi. Lưu Thúy đã quen với sự xuất hiện của Ngự Phượng đàn, cho nên sắc mặt không có một chút kinh ngạc, chỉ lặng lẽ lui ra phía sau vài bước, sau đó xoay người ra nội thất, đem không gian lưu lại cho hai người, canh giữ ở cửa không cho người khác xông vào nàng vẫn cảm thấy Cần Vương Thế Tử là một người rất tốt, đối với tiểu thư cũng tốt vô cùng. Nay xem tiểu thư đã không quá bài xích ngài ấy, nội tâm cũng có chút vui mừng. Nàng ở trong này, ta đương nhiên phải ở đây rồi. Thanh âm hơi khàn của ngự phượng đàn vào buổi trưa ngày thu lại đặc biệt mang theo một loại trầm thấp tư tính. Hắn đi đến bên cạnh Vân Khanh, thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, tuy rằng không kề sát mà ngồi nhưng khoảng cách thật sự cũng không khác gì không có vân khanh đột nhiên cảm thấy bên cạnh có thêm độ ấm khác xa với mình mùi đàn hương thanh nhạt thản nhiên vờn trong không khí bầu không khí yên tĩnh vừa rồi nay đột nhiên lại có thêm một nhân tố xen vào nhưng nàng lại cảm thấy rất tốt lại đang theo cái gì ngự phượng đàn nhìn nàng đang ở bên cạnh ánh mắt sáng rực như ánh mặt trời nhưng lại nhu hòa hơn rất nhiều so với ánh nắng kia Nói đến món đồ đang thiêu trong tay, khóe môi Vân Khanh nhẹ cong, đáy mắt mang theo nồng đậm hạnh phúc. Mặc ca nhi, hiên ca nhi đều đang học tự cầm thìa, mỗi bữa ăn cả người đều vấy bẩn. Ta làm cho bọn nhỏ vài miếng vây cổ xinh đẹp. Ngài xem cái của mặc ca nhi thì phía trên ta thiêu cho hắn một con thỏ trắng nhỏ. Hiên ca nhi là một đóa hoa ngọc lan. Ngự phượng đàn nhìn dáng vẻ nàng nói chuyện. Ánh mắt sáng rỡ thuần khiết, long lanh như nước, trong suốt như hắc thạch vừa bị nước trên sông cọ rửa qua, khóe miệng cười thật tự nhiên, độ cong tuy không lớn, nhưng vừa nhìn liền biết là nụ cười thật tâm. Lúc nàng cầm hai cái vây cổ thì dáng vẻ nhu hòa như ngọc, phảng phất như có dòng nước chảy qua trong lòng hắn, cảm thấy thực mềm mại. Nhưng khi nghe Vân Khanh nói đến họa tiết trên khăn thì không khỏi ngạc nhiên nói, như thế nào một người thì thêu động vật, một người thì thêu đóa hoa, cặp sinh đôi không nên mặc giống nhau à? Vân Khanh vươn món tay thon dài vuốt ve hình con thỏ trắng một chút, mặc ca nhi nghịch ngợm, lại thích náo loạn, cho nên ta thiêu cho hắn một con thỏ, rồi nổi hoạt bát. Hiền nhi ca ngoan ngoãn nghe lời, cho nên nàng liền thiêu đóa hoa ngọc lan. Ngự phượng đàn dùng ngón tay thon dài như ngọc vuốt ve hoa văn vừa phát hỏa trên tấm khăn khác, thân mình hướng lên trước hơi tựa vào đầu vai Vân Khanh, nhẹ giọng nói, lần trước tới gặp, nàng đang làm đai buộc đầu cho tổ mẫu, ngày hôm nay đến lại thấy nàng vì cặp song sinh làm khăn vây cổ khi nào thì khanh khanh cũng làm kiện xiêm y cho ta mới vừa rồi còn đang nói về chuyện của mặc ca nhi cùng hiên ca nhi ngử phượng đàn đột nhiên lại dựa sát vào vân khanh theo bản năng hướng về phía trước tránh đi rồi lại theo bản năng cảm thấy như thế không quá tốt không cẩn thận bị cây kim còn đang ghim trên khan đâm vào ngón tay không khỏi nhăn mày rụt tay lại đau không ngự phượng đàn vốn là muốn nhân cơ hội đòi một vật đính ước ai ngờ lại làm hại vân khanh bị kim đâm nhất thời đau lòng mà cầm tay nàng nhìn đầu món tay chảy ra một giọt máu đỏ thẫm đưa món tay mảnh khảnh lên môi nhẹ nhàng mút vân khanh bị hành động này của hắn khiến nàng nhất thời xấu hổ đến mặt đỏ bừng thầm mắng ngự phượng đàn tên đáng ghét này chỉ chảy một chút máu mà thôi cầm khăn lau thì được rồi hắn không cần phải làm vậy đúng thật là người không theo quy củ nhưng mà việc ban ngày ban mặt lại đi vào trong phòng nàng, cũng không phải là hành động quy củ gì, chỉ là tay bị hắn cầm như vậy, lại cảm thấy có chút vô lực, độ ấm nóng bỏng kia từ đầu ngón tay truyền tới, như là đang bị lửa mạnh cực hạn thiêu đốt. Thế nhưng cặp mắt kia lại cứ mang theo nhu tình như muốn dìm chết người, đeo lên vẻ đau lòng ở bên ngoài, làm cho người ta cảm thấy hắn là đang cố ý chiếm tiện nghi mình. Được rồi, Vân Khanh rút tay về, Thanh âm vừa thẹn thùng vừa giận, chỉ bị kim đâm mà thôi, cũng không quá đau, một hồi thì tốt rồi. Nàng giấu món tay dưới tay áo, làm bộ như đang dọn dẹp khăn vây cổ, tận lực che giấu bối rối của mình. Ngự Phượng Đàn làm sao không biết nàng đây là đang thẹn thùng, nhìn nàng mây cả lỗ tai đều xấu hổ đến đỏ hồng, những sợi tóc gáy tinh tế dưới ánh mặt trời lại đáng yêu như lông tơ của hồ ly, nhất thời nhu tình không chịu khống chế, cứ muốn tràn ra ngoài ôn nhu từ phía sau đem vân khanh ôm vào trong ngực khanh khanh nàng đang giận ta có phải hay không hắn dừng một chút thấy động tác trên tay vân khanh chậm lại nhưng vẫn chưa quay đầu liền nói tiếp ta biết chuyện hôm nay của an ngọc oánh đều là bởi vì ta nếu không vì ta thì sẽ không có những nguy hiểm này hôm nay làm cho khanh khanh khó chịu khó trách nàng không thèm để ý tới ta rồi việc đó làm sao có thể là lỗi của ngài Vân Khanh rốt cục quay đầu, hướng ngự phượng đàn liếc mắt một cái, trông thấy trên đôi mắt xinh đẹp của hắn hơi ẩn ý cười. Bên trong mâu quang lưu truyền, mang theo vài phần cười khẽ, liền biết hắn vừa rồi là cố ý nói lời kia, cố ý chọc nàng phải nói chuyện với hắn. Kỳ thật nàng làm sao mà giận hắn, ngự phượng đàn mới vừa rồi nói chuyện lại dán vào cổ của nàng, hơi thở từ mũi hắn phả vào cổ nàng, một cỗ hơi nóng khiến cả người nàng cảm thấy như đang bị thiêu đốt nên nàng mới không quay đầu lại. Bất quá lúc này nhìn đến bộ dáng của hắn, trong mắt Vân Khanh xẹt qua một tia sáng, nghiêng người đầy nhẹ hắn, ai ăn giấm chua của ngài chứ, ngài ra mặt cũng thật đủ dày, tự kỷ quá mức rồi. Ngự phượng đàn nhấp tay, kéo mặt nàng về hướng mình, trong con người khép hờ lộ ra ý cười, trong giọng nói có chút không đứng đắn, cái này làm sao có thể là tự kỷ, rõ ràng là có lòng tin, chẳng lẽ Khanh Khanh nàng không thích ta. Giọng nói của hắn nghe thực vui vẻ, nhưng ánh mắt cũng rất nghiêm túc nhìn Vân Khanh, nhìn đến trong lòng nàng bối rối, làm sao dám trực tiếp nói ra mình thích Ngự Phượng Đan chứ? Lần trước trong đêm thất tịch, lại là dưới ánh trăng, đó là một nơi lý tưởng để tỏ tình, thế nhưng hiện tại lại là ban ngày mặt trời tỏa sáng, bên ngoài còn nhiều nha hoàn như vậy, Vân Khanh nói không nên lời, chỉ giận hắn liếc mắt một cái, liền hạ mi mắt xuống. Nàng như vậy cũng làm cho ngự phượng đàn bắt đầu có chút không an lòng. Ngày thường ở bên ngoài, Vân Khanh đối xử với hắn và những người khác cơ bản là không có gì khác nhau. Chỉ có khi ở riêng, hắn còn có chút an lòng, nhưng nàng cũng chưa từng thừa nhận thích qua hắn. Nhất thời tiếng nói trầm ấm thanh cao kia mang theo chút ủy oải ủy khuất, ánh sáng trong đôi mắt phai nhạt không ít, ngập ngừng nói, ta biết ngay là tối hôm đó nàng là bị ta bức, kỳ thật nàng cũng không tình nguyện. Giọng nói đáng thương hề hề của hắn không làm cho Vân Khanh cảm động, ngược lại khiến Vân Khanh chừng mắt nhìn hắn, ngự phượng đàn, ngài nghĩ rằng ta là người có thể bị ép hôn môi, bị buộc dắt tay à? Đôi phượng mâu của nàng mở thật to, bị lửa giận đốt cháy sáng ngời nhìn ngự phượng đàn, nỗi bất mãn, vô cùng tức giận phản đối lời vừa rồi của ngự phượng đàn, lập tức khiến hắn cảm thấy tim mình như bị chìm trong hũ mật, ôm nàng càng chặt hơn, Vân Khanh. Ta chỉ là cảm thấy thật quá tốt đẹp, nàng thật sự thích ta, ta không biết nên nói như thế nào. Đại khái là hôm nay nhìn thấy nàng nở nụ cười với an khối băng kia, lại không nói chuyện với ta, trong lòng ta có chút ê âm. Hắn đem cằm tựa vào đầu vai nàng, thanh âm thật thấp, tựa như đứa nhỏ đang ôm lấy thứ mình yêu thích nhất, kể lể sự tiếc thương của mình. Khi đó, ta không nắm chắc, tuy rằng ta tự nhủ với bản thân, mặc kệ nàng thích ai ta đều sẽ đoạt nàng về bên mình, nhưng ta vẫn luôn không có lòng tin, nay nàng tức giận với ta như vậy, ta liền biết, nàng là chân chính thích ta rồi. Vân Khanh vào đêm thất tịch cũng đã nghe hắn nói như vậy, chẳng qua lại không nghĩ tới hắn thế nhưng lại không có lòng tin như vậy, đại khái là vì mình biểu hiện quá mức lạnh lùng đi, nàng trọng sinh kiếp này, mục đích chủ yếu là vì cứu lại người nhà, cho nên những việc nàng làm cũng đều hướng tới mục đích này. Ngự Phượng Đàn là người đầu tiên tiến vào cuộc sống của nàng, nàng tiếp nhận tâm ý của hắn, cũng không có nghĩa nàng sẽ đem sự tập trung chuyển đến trên người Ngự Phượng Đàn. Trong kinh thành đi lại không dễ dàng, mỗi một bước đi, mỗi một hướng, đều như đang đi trên lưỡi đao, nên không thể xảy ra chút sơ sót nào. Nhưng tâm ý của Ngự Phượng Đàn, nàng cũng có thể cảm nhận được, phần nhiệt tình và chân thành này, không thể là giả được chỉ là ngẫu nhiên nàng cảm thấy có chút không chân thực. Thiếu niên nổi tiếng trong truyền thuyết này vì sao lại muốn dây dưa với nàng, nàng nhẹ nhàng cười, trở tay ôm eo của hắn, ánh mắt dừng lại trên cây lư hương giống hình tam giác chạm khắc hoa hải đường. Tinh lực của ta phần lớn đều đặt trên chuyện khác, có lẽ thoạt nhìn ta đối với ngài cùng người khác không khác nhau lắm. Nhưng chính là không giống nhau. Nàng nói xong, hơi đẩy hắn ra, mặt đối mặt nói, Ví dụ như nếu có nam tử khác dám tùy tiện vào phòng ta như vậy, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là giao huấn. Ngự Phượng Đàn biết Vân Khanh nói những lời này là muốn dỗ hắn vui vẻ, bất quá cũng có phần chân thật ở bên trong. Ít nhất lúc ban đầu khi hắn đi vào, Vân Khanh thật sự phản cảm, hắn che giấu không được ý cười trong mắt, bộc lộ ra tâm tình đặc biệt vui vẻ lúc này. Nay chuyện của nàng, chính là chuyện của ta, hôm nay tiết quốc công cùng đám người tiết thị làm ra chuyện như vậy, nhất định ta sẽ khiến cho bọn họ biết, có một số người không phải dễ dàng chọc vào. Ngữ khí của hắn thực bá đảo, thần sắc thực chuyên chú, tuy rằng giọng nói cực kỳ thoải mái, nhưng ánh sáng lưu truyền nơi đáy mắt cùng với hàn ý giữa lông mày tỏ rõ hắn cũng không phải đang nói giỡn. Hơn nữa hành vi của hắn cũng đã thuyết minh hắn tuyệt đối không phải nói xuông để lấy lòng nàng mà thôi. Nhớ tới hành vi ngự phượng đàn lấy công bắn ưng hôm nay, đó là phi thường kiên quyết hoàn toàn khiến hắn đứng về phía đối địch với tứ hoàng tử cùng tiết quốc công. Hắn là Cẩn Vương Thế Tử, kỳ thực là con tin của Cẩn Vương ở Kinh Thành, nhất cử nhất động đều dưới sự giám thị của Minh Đế. Nay ba vị hoàng tử vì đoạt môi vị nên ngươi tranh ta đoạt, như một cơn lốc không ngừng hút nhân tính. Với vị trí của ngự phượng đàn hiện nay, hắn hoàn toàn có thể bảo trì trung lập, cho dù là hoàng tử nào kế vị đều sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Nhưng bởi vì nàng, cả đời này ngự phượng đàn lại đứng ở đầu trận tuyến đối địch với tứ hoàng tư Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong mắt vẫn là cảm xúc phức tạp, lòng lanh như nước hồ thu lại mang chút run rẩy như có viên đá ném vào giữa hồ, khiến trên mặt nước nổi lên vô vàng gợn sóng. Dáng vẻ nâng cằm môi mọng vươn cao, làm cho ngự phượng đàn kìm lòng không đậu liền nâng đầu nàng khẽ hôn một cái hai người gắn bó triển miên, lưỡi không ngừng truy đuổi, chỉ cảm thấy so với nụ hôn đêm thất tịch còn muốn quấn quýt si mê hơn. Vân Khanh cảm thấy không khí cũng trở nên cực nóng, từ mặt tới chân cơ hồ đều bị thiêu đốt, cả người mềm nhũn như muốn bốc hơi, trọng tâm cơ thể toàn bộ đều dựa vào trên vai ngự phượng đàn, trong ít hầu phát ra tiếng ngâm khẽ không biết vì cự tuyệt hay là thích thú. Vân Khanh, nàng như có ma lực mà hấp dẫn ta. Ngự phượng đàn trong lúc triền miên trong nụ hôn nói ra lời yêu trong đáy lòng, thanh âm mềm nhẹ, ôn nhu, khiến giọng nói trầm ấm trở nên vô cùng mị hoặc nhẹ nhàng di chuyển trên hai cánh môi mềm mại không muốn buông ra. Vân Khanh nghe thấy lời của hắn, trong lòng tê dại lại ngọt ngào, chỉ có thể nhẹ giọng ưm, lọt vào tai nam tử lại như một lời nguyền. Ngự phượng đàn hơi thở dần gấp gáp, mùi đàn hương trong không khí càng trở nên đậm đà bàn tay liền hướng vòng eo tinh tế của Vân Khanh mà tiến quân, ngón tay linh hoạt ở bên hông vuốt ve, động tác kích động mà lại có chút khắc chế, cứ ở một chỗ di động. Vân Khanh bị hắn cọ ngứa, nhất thời liền nở nụ cười, hô nhỏ nói, chớ có sở chỗ kia. Ngự phượng đàn dùng ngón tay đang nâng cầm nàng, chỉ cảm thấy cả người nóng rực, toàn thân huyết khí đều hướng xuống phía dưới lại cảm thấy loại cảm xúc như muốn khiến người phát điên khiến hắn gần như hoàn toàn không thể khống chế bị vân khanh cười mắng như vậy hắn nhất thời ngẩn ngơ một chút trên mặt lộ ra biểu tình còn chưa được tận hứng chỉ cảm thấy mình là một nam nhân quân tử nhất triều đại này nhìn nữ tử mình thương nhớ ở trước mặt lại còn phải liều mạng khắc chế nhưng hôm nay danh không chính ngôn không thuận hắn cũng không thể cưỡng cầu bất quá nơi kia bị dồn nén khiến hắn thấy không thoải mái lại luyến tiếc phá vỡ bầu không khí tốt đẹp khi ở cùng Vân Khanh, nên chỉ đành phải tìm đề tài để rời đi lực chú ý. Ở trong đầu tìm kiếm đề tài, thở ra một hơi hỏi, hôm nay trên thọ yến, tên tuệ không đại sư kia, làm sao nàng biết hắn có vấn đề? Tay hắn buông ra, bên hông Vân Khanh tự nhiên không ngứa nữa, nàng hơi chút chỉnh chỉnh thân mình, nghĩ đến cảnh mới vừa rồi của hai người, khẽ ho nhẹ một tiếng, không biết tại sao hắn lại đột nhiên chuyển đề tài đến trên thọ yến, nghe nhắc đến tên tuệ không đại sư kia, trong lòng nàng liền cười thầm, cảm thấy may mắn khi được trọng sinh. Tuệ không vốn là một hòa thượng trong một tòa miếu nhỏ, khi đó hắn không có pháp danh gì, bởi vì tiểu miếu kia không có danh tiếng, cũng không phải ở nơi linh sơn tú thủy, không phải là nơi danh cảnh đặc biệt gì. Hòa thượng trong miếu cũng không được nuôi trắng trẻo mập mạp giống hồ quốc tự trong kinh thành một ngày ăn một bữa cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Tuệ không kia chính do đói bụng quá mức, vì thế liền trộm xuống núi, khi đó hắn còn là một tiểu hòa thượng, trong miếu cũng không nghiêm trình. Sau khi rời khỏi liền chờ tóc dài, ở nơi tiếp tục ngây người mấy năm, phát hiện trên đời này người người đối với Phật Phi thường thành kính, hơn nữa cũng hơi tin vào phong thủy vận hành. Lúc này, trong đầu óc linh hoạt của hắn nghĩ, cảm thấy đây là một thời cơ liền trở về trong miếu tiến hành quy y, lần này thật sự mới được coi là hòa thượng Tuệ không là một chiếc áo cà sa cực kỳ ngăn nắp, lấy pháp đan hờ tuệ không, mục ý sâu xa, khai gian tuổi thật thêm 10 tuổi, tiếp theo liền bắt đầu vân du thiên hà. Mỗi nơi hắn đến, trước tiên không hiện thân trước mặt người, mà là đội tóc giả và dâu, giả dạng làm dân chúng bình thường, xen lẫn trong từ quán trà lâu hỏi thăm đại sự trong thành thật giành mạch kỹ càng, sau đó lại cố định tìm ra mấy nhà đặc biệt tin tưởng Phật giáo, thăm dò nắm chắc chuyện trong nhà của bọn họ trong lòng bàn tay, sau khi hết thầy chuẩn bị tốt, lại biến thành hòa thượng, tìm tới cửa mấy nhà kia, nói là muốn hóa duyên, sau đó vào lúc thích hợp, cố ý làm như mới đến, biết người ta cưới tân nương tử mà nói thí chủ chức gia môn Hồng Vân tập kết. Ngày gần đây tất có hỷ sự phát sinh, biết hai nhà đánh nhau, liền nói sát tinh tới cửa, dựa vào cách này, hắn ở trong nhân gian dần dần có danh tiếng, cho dù ngẫu nhiên có nói sai, người ta cũng chỉ cho rằng thiên cơ không thể lộ, một truyền mười, mười truyền trăm, từ chấn đến thành, càng ngày càng nhiều người biết đến vị tuệ không đại sư này. Nhà cao cửa rộng thường có nhiều chuyện ác diễn ra, không thiếu tranh đấu gay gắt, nhờ danh tiếng, tuệ không đại sư, bọn họ bí mật mời hắn làm không ít chuyện tiên đoán, những người này vì che giấu sự thật. Làm cho lời phán của tuệ không đại sư trở nên chính xác, do đó không chỉ làm cho danh tiếng của hắn ở trong dân gian lan truyền, ngay trong danh môn thế gia cũng dần được tôn trọng, liền trở thành đại sư có danh tiếng nhất cả nước, có một không hai. Đương nhiên, một khi đã như vậy, những người khác cũng sẽ không biết những loại chuyện này, nhưng vào kiếp trước khi Vân Khanh 19 tuổi, bởi vì xe của một nhà từng thỉnh qua, tệ không đại sư, xảy ra va chạm với xe của một nhà khác cũng mời qua hắn nên khi nhìn thấy vị đại sư này thì hai bên cũng ngầm hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì muốn vạch trần bộ mặt giả dối của đối phương, mới vạch trần bộ mặt lừa đảo của tên đại sư này. Kỳ thật cũng do vận khí của Tuệ Không đại sư đã tận, hắn mỗi một lần đều điều tra trước mới ra tay. Ai ngờ nhà kia lại có một thân thích tới thăm, người thân thích này đến từ địa phương khác, là người từng thỉnh qua Tuệ Không đại sư, náo loạn đến cuối cùng hắn bị hai nhà biến thành nơi chút giận vào một đêm nọ được phát hiện bị đánh chết trong ngõ hẻm. Kỳ thật những thứ khác không nói, vị tuệ không này thật ra là một người rất thông minh, trên đời này hòa thượng nhiều như vậy, hòa thượng có thể đem mánh khóe lừa bịp người khiến ngay cả đế vương cũng tin tưởng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Khanh đương nhiên sẽ không kể hết đầu đuôi cho ngự phượng đàn, nàng không muốn bị xem như ma quỷ mà hỏa thiêu, chỉ nói với ngự phượng đàn rằng ở Dương Châu từng nghe có người nhắc qua, có hòa thượng dùng loại biện pháp này gạt người, hơn nữa, tuệ không đại sư kia đến cũng thật khéo, cho nên ta mới sinh nghi, kết quả, ngài nhìn xem, quả nhiên như ta đoán. Vân Khanh mỉm cười, trong mắt như mang theo cười nhạo, lại như là cái gì cũng không có. Ngự phượng đàn nhớ tới tình huống lúc đó, khóe môi nhếch nhẹ, tuệ không đại sư dùng chương nhãn pháp điều khiển bút ở trên sa bàn viết xuống lời quẻ, lại khiến cho hoàng bá bá tôn kính như thần, nàng nói nếu để hoàng thượng biết chân tướng người sẽ đối phó vị đại sư này như thế nào nhỉ lời này mang theo chút ý vị trêu chọc trong đó còn trộn một chút bất kính đối với minh đế nhưng nghe vào tay vân khanh lại không có bất cứ hàm xúc gì trong lòng nàng đối với minh đế cũng không có bao nhiêu tôn kính bệ hạ không muốn biết chân tướng do không có người nói ra chân tướng mà người biết chân tướng cũng đều đã làm chuyện mờ ám nếu đã ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân ai cũng sẽ không ngu mốc làm ra loại chuyện này. Hơn nữa tuệ không này cũng không phải là người không có một chút năng lực, hắn không biết tính thiên mệnh là thật, nhưng hắn khẳng định biết nắm bắt nhân tâm, xuyên qua diện mạo một người, ngự khí, khí chất trên người mà suy đoán thân phận của họ, tuổi tác cùng với sở thích, nếu không hắn cũng không thể leo đến địa vị hiện nay. Ngự phượng đàn đồng ý gật đầu, phản ứng hôm nay của hắn chính là minh chứng, biết ở trong tình huống gì nói cái gì mới tốt rất thức thời, nếu không phải vì ưu điểm thức thời này, hắn cũng sẽ không thể nhảy đến kinh thành, thậm chí ngay cả tiết quốc công cũng phải tìm tới hắn. Danh tiếng không lớn, minh đế không tin tưởng, cả nước cao thấp chỉ có vị cao tăng này danh tiếng thịnh nhất, tinh thông vận mạng, am hiểu giải quẻ, mấy năm nay dưới sự hôn đúc của danh tiếng cũng xác thực có phong phạm đại sư, Phật ngữ cũng có thể nói được vài câu cao thâm, cho nên mới có thể lừa được nhiều người như vậy. Vân Khanh cũng cười, trong đôi mắt thâm thuy ánh sáng hơi sao động, thức thời là một ưu điểm rất lớn, đó cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay ta không kéo hắn xuống nước. Nàng nha, ta đã đoán được nàng có chủ ý khác. Đương nhiên, trước mắt còn có người tốt như vậy có thể sử dụng, sao phải lãng phí nhân tài, tài nguyên của ta có hạn, có thể sử dụng thì phải tận dụng, dù sao đám người tiết quốc công ở trong chiều vài thập niên, chỉ bằng mấy câu nói, không thể lập tức lay ngã được chỉ có liên tiếp lay động mới có thể khiến cho đại thụ trăm năm này sụp đổ trong một cái chớp mắt vân khanh nhếch miệng cười biểu tình thực nhu hòa đáy mắt lòe lòe tỏa sáng vậy nàng tính làm như thế nào đây ngự phượng đàn sờ soạng ngón cái cảm thấy không đủ hai tay nắm cả bàn tay vân khanh đem từng ngón tay trăng noãn chơi đến quên cả trời đất chỉ cảm thấy cảm xúc mềm mại nút ních khó mà khiến hắn buông tay vân khanh cũng mặc hắn nắm Tuệ hôm nay vốn bị tiết quốc công mua chuộc để đối phó ta. Kết quả cuối cùng thất bại trong gang tấc, ngược lại làm cho tiết quốc công chịu thiệt mất đi một nữ nhi, dựa theo tính cách ý thế hiếp người của tiết quốc công, lại không thể lập tức ra tay với ta, thì tuệ không tất nhiên sẽ trở thành đối tượng đầu tiên để cho hắn chút giận. Nếu sau đó, ngài đi cứu hắn, hắn khẳng định sẽ thực cảm kích ngài. Ngự phượng đàn nhíu đôi lông mày, cảm thấy thú vị mà đôi mắt vòng vo một chút, không đơn giản chỉ là muốn hắn cảm kích ta đâu, nàng đây còn muốn để ta nói cho hắn biết, hôm nay ta có thể cứu hắn, nhưng ngày mai, ngày sau thì sao? Tiết Quốc Công không giết hắn, chỉ sợ cũng sẽ không yên lòng, cho nên ta muốn chỉ điểm cho hắn một con đường sáng hơn, một cách có thể vĩnh viễn bảo vệ tính mạng của hắn. Đúng vậy, Vân Khanh cười cười, thật cao hứng khi ý tưởng của Ngự Phượng Đàn lại giống mình, hoặc là nói, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới chẳng qua là muốn nghe nàng nói ra mà thôi, hắn bị tiết quốc công đuổi giết, tự nhiên là hận chết tiết quốc công, chỉ cần có thể có một con đường bảo trụ tính mạng của hắn, về sau hắn nhất định sẽ trả thù, vị đại sư này, tấm lòng cũng không phải là cao tăng khoáng đạt như biển A. Ánh mắt hai người trên không trung giao nhau, cùng nhìn thấy trong mắt đối phương tản ra một loại tâm ý tương thông, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu nghiêng vào trên bàn gỗ lim trong phòng, làm bức họa hoa cỏ trên tường trông thật sống động, trong lư hương khói nhẹ bốc lên, phảng phất hương khí từ bức tranh tỏa ra, mang theo vài phần mông lung mộng ảo. Trong phòng, trên tháp mỹ nhân, nam tử và nữ tử đang nắm chặt tay nhìn nhau, như một bức họa xinh đẹp nhất, yên bình nhất dưới ánh nắng chiều tà của mùa thu. Ngự phượng đàn sủng nịch thở dài, nhìn đôi mắt long lanh như nước của Vân Khanh và ý cười rảo hoạt bên môi nàng, ta thường hay nghĩ, cái đầu của nàng cả ngày luôn tính toán việc này việc kia, rốt cuộc đến khi nào thì có thể nghĩ tới ta a à? Nói xong câu cuối cùng, môi hơi hơi nhếch lên, thế nhưng lại tản ra nét kiều mị, làm Vân Khanh buồn cười trợn trắng mắt, ngài đang ở trước mặt của ta, còn muốn ta nghĩ về ngài làm cái gì? Hai mắt ngự phượng đàn sáng lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Khanh, cảm giác nhu nhuận tinh tế, ngón cái trên mờ u bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lại nói vậy nàng sẽ vào lúc nào thì nghĩ tới ta ừm việc này a à, phải đợi khi nà di không còn ở trước mặt thì ta mới biết được nga vân khanh hí mắt như con mèo con vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa khóe mắt đuôi mày đều là ý cười trong giọng nói lại là vui thích vô cùng một tay ôm mèo con vào trong ngực đôi môi đỏ mọng của ngự phượng đàn hơi cong lên cười xấu xa nói khanh khanh rảo hoạt nàng muốn dỗ ta đi ta sẽ không trúng kế của nàng. Lưu Thúy đứng ở trước cửa, nghe bên trong loáng thoáng truyền tới tiếng cười, khóe miệng cũng không khỏi cong lên. Nghe tiếng cười của tiểu thư, là thật sự cực kỳ vui vẻ. Cẩn Vương Thế Tử quả nhiên thực thích hợp với tiểu thư nha. Trời sáng trăng lặn, vào một đêm mùng mười, mặt trăng như một chiếc bánh kem bị người cắn mất một miếng, dán trên bầu trời lam tối như mực thỉnh thoảng có mấy vì sao lấp lánh điểm tô cho cảnh mênh mông bát ngát của bầu trời đêm bởi vì thời khắc cấm đi lại ban đêm sắp đến trên đường cái người đi đường ít ỏi thỉnh thoảng có một người đi qua cũng là vội vội vàng vàng hướng con đường trở về nhà trong một ngõ nhỏ có một thân ảnh đang thong thả từng bước một đi về phía trước trong màn đêm tịch mịch cái bóng kéo cực kỳ dài từ gót chân kéo dài đến trên tường có vẻ cao lớn lại phá lệ yếu ớt hắn từng bước một đi vào bên trong không phát giác phía sau có người đang đi theo hắn đỉnh đầu sáng bóng như gương phản chiếu ra ánh trăng yếu ớt làm cho người ta tuyệt đối sẽ không thể nhìn lầm mục tiêu là hắn sao một bóng đen ở chỗ âm u đè thấp giọng hỏi đáy mắt lộ ra tia âm lãnh trong bóng đêm như một đảo ánh sáng lạnh làm cho người ta nhìn vào không rét mà run đúng vậy hắn chính là tuệ không hôm nay ta nhìn thấy hắn hơn nữa vào lúc này trong kinh thành còn có thể có hòa thượng khác sao? Một người khác cũng thấp giọng trả lời, ánh mắt ở trên người hai thị vệ đi phía sau hắn đảo một vòng. Tuệ không là khách do Ninh Quốc Công mời đến, đương nhiên cũng không giống những người khác. Sau khi tiệc tàn, An Lão Thái Quân cố ý phái người làm một bàn đồ ăn chay cho hắn, lúc chiều, lại cùng hắn luận đàm chốt Phật Pháp, ăn xong bữa tối, hắn vừa mới từ Ninh Quốc Công Phủ trở về phía sau là thị vệ do Ninh Quốc công phủ phái đến hộ tống hắn về nhà. Hắn đi trên đường, ở một góc người khác nhìn không thấy, trên mặt luôn có vẻ thanh cao ngày thường vẫn còn động lại nỗi khiếp sợ, trong đầu hiện lên chuyện xảy ra vào ban ngày. Thời gian tuệ không hắn hành tẩu trên thế gian dài như vậy, từ khi còn là tiểu hòa thượng đến khi trở thành đại sư được người người tôn kính, người mà hắn tiếp xúc cấp bậc cũng càng ngày càng cao, hôm nay là lần đầu tiên hắn nhận một mối làm ăn lớn như vậy, giúp Tiết Quốc Công ở Kinh Thành. Vốn hắn không muốn nhận mối làm ăn này, bởi vì Tiết Quốc Công thế lực thật sự quá lớn, nhưng cũng vì thế mà cái giá cũng thập phần mê người. Tận năm vạn lượng hoàng kim, nhiều hoàng kim như vậy, cũng đủ nuôi sống một đám chấn nhỏ với tất cả cư dân bên trong cơm no áo ấm cả đời. Tuệ không đứng trước cái giá này cũng động tâm, hắn muốn nhận xong mối làm ăn này liền trực tiếp rời khỏi kinh thành, đến nơi không có người biết mà qua cả đời cầm y ngọc thực ai ngờ thế nhưng thất bại lúc ấy vị cửu ngụ trí tôn kia tức giận quả thực làm cho hắn thiếu chút nữa bị dọa hôn mê khác với những người khác minh đế là thiên tử chân chính là chúa tể đích thực của đại ung may mắn may mắn là ninh quốc công phu nhân kia nhanh chóng tự mình gánh tội nếu không hiện tại đầu của hắn không chừng đã rời khỏi cổ rồi quả nhiên đồng tiền lớn vẫn là không dễ kiếm a à. Nếu kinh thành đã không phải là nơi tốt để trú lại, thì hắn nên sớm ngày thu thập đồ đạc, rời khỏi nơi đây thôi. Những việc ban ngày đã làm, coi như làm không công rồi, lại nói tốt xấu gì cũng gặp qua hoàng đế một lần, mở rộng kiến thức, ngày sau truyền ra, cũng có thể giúp thanh danh của hắn nâng cao thêm một bậc. Ngay tại lúc hắn đang trầm tư, chỉ thấy phía sau hắn là bốn thân ảnh màu đen hai chân vừa nhún, bắt đầu nhanh chóng tới gần ba người, trường kiếm bên hông cũng xoẹt một tiếng được rút ra hai gã thị vệ nghe tiếng lấy binh khí lập tức quay đầu bội đao bên hông cũng đồng thời được rút ra cùng ba bóng đen bắt đầu đánh nhau nhưng thực hiển nhiên thực lực cách xa khiến bọn họ căn bản không đánh lại sau vài chục chiêu liền gục ngã tuệ không quay đầu nhìn bọn áo đen này thần sắc kinh hãi hô các ngươi là người nào muốn làm gì áo đen cười lạnh nói con lừa mốc đáng chết trước khi chết còn nhiều lời như vậy, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi Tây Thiên, đến hỏi Phật tổ của ngươi đi. Kiếm quang lóa sáng, trong đêm đen đặc biệt sáng rực, lạnh như băng len vào trong con mắt tuệ không, hắn cước bộ gập ghềnh lui ra phía sau, hai mắt trợn to, hô to nói, các ngươi muốn giết ta, vì sao muốn giết ta? Ta chỉ là một người xuất gia, cùng các ngươi không thù không oán. Ngươi là người xuất gia hay không ta mặc kệ, đang tiếc có người cho rằng ngươi không đủ chuyên nghiệp, phá hỏng chuyện tốt của người ta, còn làm cho người ta bị mất một nữ nhi, cho nên đành phải bắt ngươi lấy mạng đền mạng. Bóng đen nói xong một câu này, dĩ nhiên không còn kiên nhẫn, buông người nhảy tới, giờ kiếm chém về phía tuệ không. Ngay trong nháy mắt này, một thân ảnh màu trắng từ bên cạnh nhảy ra, nhanh nhẹn như gió, từ không trung hạ xuống, một tay vỗ vào sau lưng tên áo đen, trở tay cầm cổ tay hắn, đồng thời dùng tay còn lại đối phó những bóng đen khác dưới bóng đêm kiếm phong lạnh thấu xương chỉ cảm thấy hàn quang lóe ra lại trong nháy mắt liền nhìn thấy bốn gã áo đen kia nhất tể ngã xuống còn vị tuyết y nam tử đang vỗ tay chậm rãi xoay người áo choàng tuyết trắng vì hành động này của hắn mà nhìn như một đám mây trong đêm đen người nọ mỉm cười nhìn tuệ không đang kinh hãi chậm rãi nói đại sư để ngươi hoảng sợ rồi người trước mặt dung sắc tuyệt lệ, hẹp mâu tà mị, người chỉ cần gặp qua tuyệt đối sẽ không thể quên. Hôm nay đến Ninh Quốc công phủ dự yến, tuy rằng khách nhân rất nhiều, Tuệ không vẫn nhớ kỹ người này, lúc này mới vội hồi hồn, đem biểu tình trên khuôn mặt biến trở về dáng vẻ cao siêu thường ngày, che giấu tâm tình bối rối hoảng sợ lúc nãy, một tay tạo thành chữ thập, nói: "Đa tả Cần Vương Thế tử ra tay tương trợ, nếu không bần tăng tối nay có thể sẽ phải uổng mạng dưới đao." Ngự phượng đàn thấy hắn dùng tốc độ cực nhanh thu liễm thần sắc, tuy rằng sâu trong đáy mắt còn động lại chút cảm xúc, nhưng ngoài mặt đã nhìn không ra cái gì. Đối với biểu hiện của tên tuệ không đại sư này càng thêm vừa lòng, hắn bước đi lên trước, cách tuệ không đại sư ba bước thì dừng lại, đôi mắt nhìn tuệ không dưới màn đêm lập loe ánh sáng tựa hồ tàn ra khí thế lạnh lùng, sắc bén trong nụ cười làm cho không người nhìn thấy khó có thể bỏ qua, nói, đại sư, có phải uổng mạng hay không? trong lòng ngươi khẳng định rõ ràng. Cần vương thế tử, ý của ngài là. Tuệ không trong lòng giật thót, nhìn nam tử đang cười bí hiểm trước mặt, biết đối phương khẳng định biết được mọi chuyện, dồn dập hỏi. Tiếp theo lại có chút hối hận, lời này của mình, chẳng phải là tự làm lộ ra bí mật sao? Liền bổ sung thêm, bần tăng cho rằng, cần vương thế tử cũng sẽ không vừa vặn đi qua nơi này đi thần sắc của hắn biến hóa dưới ánh trăng cũng không che giấu được hoàn mỹ như trước. Ngự phượng đàn dương môi cười, nháy đôi mắt mị hoặc, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Không, ta là vừa vặn đi qua nơi này, nhưng đại sư có thể lại vừa vặn gặp được một người có lòng nghĩa hiệp như ta đây hay không? Vậy thì rất khó nói rồi. Khi nói đến câu sau, ngự phượng đàn còn cố ý thu hồi ánh mắt, thoáng nhìn qua sáu cỗ thi thể trên mặt đất. Trong không khí, Mùi máu tươi mặc dù không nồng đậm, nhưng khó mà tan biến, không có lúc nào là không nhắc nhở Tuệ không, vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tuệ không sắc mặt đầu tiên là cứng đờ, vị Cẩn Vương Thế tử này, hắn cũng đã nghe qua vô số đồn đãi, xuất thân cao quý, dung mạo khuynh thành, nhưng tính cách rất tà mị, làm việc tùy tâm sở dục, hôm nay ở trên yến hội nhìn thấy hắn dám ở trước mặt Minh Đế lấy ra binh khí, liền có thể chứng thực tính cách này. Lúc này lại nghe hắn nói vài câu, lại làm cho người ta không biết nên trả lời như thế nào. Tuy rằng thật thật giả giả, không thể phân biệt, nhưng câu câu đều đánh trúng trọng điểm. Từ lời vừa rồi của thích khách, Tuệ không đã biết những người này là ai phái tới, bởi vì hắn hôm nay hành động thất bại, thủ lao không có, ngược lại thêm một người quyền thế ngập trời trở thành địch nhân, hắn bị đuổi giết đêm nay, như vậy đêm mai, sau này thì sao? Giống như lời của Ngự Phượng đàn, không còn người, vừa vặn, thấy được mà cứu hắn rồi. Mà ngự phượng đàn xuất hiện, thực hiển nhiên là ngay từ đầu đã chuẩn bị tốt, đợi cho đến khi thích khách chân chính muốn giết hắn lại ra tay. Hơn nữa bây giờ còn đứng ở trước mặt hắn chỉ ra trọng điểm, hắn cảm thấy đối phương cũng là có mục đích. cẩn vương thế tử nếu có chuyện gì cần bần tăng hỗ trợ, chỉ cần thế tử có thể để giúp bần tăng tránh khỏi kiếp họa lần này, bần tăng nhất định đem hết toàn lực báo đáp thế tử tuệ không cúi thấp đầu một tay tạo thành chữ thập thái độ thập phần kính cẩn và chân thành thật thức thời ngự phượng đàn cười khẽ trong một cái chớp mắt chất chứa rất nhiều tâm tư có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ thông suốt việc này cũng không tự cho là thông minh rất tốt đại sư nói như vậy thật sự quá xem trọng ta rồi tiết quốc công là phụ thân của hoàng hậu là quốc cửu gia là công thần tay cầm hùng binh quyền thế của hắn ở kinh thành có thể nói là một tay che trời. Ngươi lần này làm cho nữ nhi hắn thích nhất chịu đinh hình, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại sư có thể còn sống ra khỏi kinh thành hay không cũng rất khó nói. Thiên hạ này, không có nơi tiết quốc công không thể tìm thấy, chỉ có chỗ hắn không có quyền đi tìm thôi. Nếu ở chỗ kia, thì sẽ không có người đụng vào đại sư ngươi được rồi. Ngài là nói, tuệ không cơ hồ có chút không xác định, trong lòng không yên không dám đem câu còn lại nói ra. Tiết Quốc công là phụ thân hoàng hậu, tự nhiên có hoàng hậu làm chỗ dựa, thiên hạ này người có thể áp chế hoàng hậu, cũng chỉ có một người, đó chính là Minh đế. Nghĩ đến đây, Tuệ không cảm thấy tâm cũng muốn sôi trào, hắn rất thích cảm giác được người tính ngưỡng, nếu không cũng sẽ không hành tẩu nhiều năm như vậy, còn chưa về núi, nếu có thể ở bên cạnh Minh đế, vậy quả thực có thể đạt tới đãi ngộ cao nhất của người xuất gia rồi người tuổi càng lớn lại càng tin tưởng thuyết quỷ thần, huống chi đại ôm vẫn luôn thờ phụng Phật giáo, đế vương vì giữ gìn sự thống trị, cũng tuyên truyền Phật giáo. Lúc trước tiên đế rất tin Phật, ở trong cung dựng một hoàng gia tự miếu, lúc ấy cao tăng nổi tiếng nhất đại sư Chí Minh được tiên đế mời đi, làm chủ trì của tự miếu đó, làm thế thân của đế vương trước Phật, tôn quý như đế vương được vạn dân kính ngưỡng. Đương nhiên, nếu không phải vì chuyện của tiết quốc công, tuệ không chắc sẽ không suy nghĩ tới khía cạnh này nhưng nay cơ duyên xảo hợp hắn muốn tránh đi sự truy sát của tít quốc công không cần cả đời phải trải qua trong lần trốn như vậy minh đế chính là đường sống tốt nhất hôm nay ở trên thọ yến tuệ không có thể nhận thấy được minh đế đối với hắn vẫn cực kỳ tôn trọng và tin tưởng nếu không lúc ấy sẽ không vì phật ký của hắn mà nổi giận với ninh quốc công phu nhân và an ngọc oánh tuy rằng nói gần vua như gần cọp nhưng trong trường hợp nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng cùng cơ hội nhảy ra trước mắt hắn cảm thấy nếu đều là con đường chết còn không bằng liều mạng một lần có lẽ tương lai sẽ càng thêm tốt đẹp cũng là một cơ hội của hắn thì sao chỉ là tuệ không lo lắng xong mọi thứ hơi nghi hoặc mở miệng nói bần tăng làm sao có thể tiến cung việc này ngươi yên tâm ngày mai tự nhiên sẽ có cơ hội ngự phượng đàn biết tuệ không đã lựa chọn xong nụ cười càng tỏ ra thân thiết. Đại sư chỉ cần làm theo lời ta bảo, bảo đảm ngươi có thể đi vào hoàng cung, chỉ là có thể trở thành trí minh đại sư, giống như Phật tiền thế thân đức cao vọng trọng hay không, còn phải xem Phật tính của đại sư rồi. Nói đến đây, tuệ không sao có thể không rõ, cơ hội ở ngay trước mắt, hắn chỉ cần nắm chặt là tốt rồi, từ nay về sau không cần phải lo lắng đề phòng, vì thế đáy mắt mang theo nồng đậm khát vọng cùng chờ mong cần vương thế tử, ân cứu mạng và sự chỉ điểm tối nay, tuệ không sẽ không bao giờ quên. Không tể, biết nói những lời này, liền chứng tỏ tuệ không là người có thể lợi dụng. Nếu tuệ không đêm nay một mực cũng không đề cập đến ân cứu mạng, ngữ phượng đàn sẽ không do dự mà giết hắn, bởi vì loại người này là một người tiểu nhân tới cực điểm, người như vậy, một khi đi lên địa vị cao, liền vong ân phụ nghĩa, không biết trời cao đất rộng có khi còn cắn ngược lại người khác một ngụm tuệ không tuy rằng cũng là một tiểu nhân nhưng cũng coi như người tốt trong đám tiểu nhân biết ngự phượng đàn ra tay cứu hắn chỉ điểm hắn cũng không phải làm không công muốn lấy được trước phải cho đi người biết những lời này rất nhiều nhưng người hiểu được đạo lý này lại rất ít đại sư là người hiểu đạo lý ta cũng không khách khí đêm nay ngươi cứ yên tâm mà ngủ chờ ngày mai được triệu tiến cung đi Ngự Phượng Đàn mỉm cười, ngữ khí phi thường thân thiết, làm cho người ta như đón gió xuân. Tuệ không hiểu, Ngự Phượng Đàn nếu muốn sai hắn làm việc, tối nay sẽ không để hắn bị nguy hiểm gì, hai tay tạo thành chữ thập, xoay người hành lễ nói: "Bần tăng trước, ở nơi này cảm ơn thế tử." Ngự Phượng Đàn xoay người, thanh âm phiêu đãng như gió: "Đại sư sớm chút nghỉ ngơi đi, sáng mai có thể có việc cho ngươi làm đó." Hắn ngẩng đầu nhìn con đường cái phía trước, mọn đèn rơi trên tảng đá trên đường lớn, giống như mạ một lớp vàng trên đá, bị cơn gió lay động mà không ngừng di động, từng đợt từng đợt lăn về phía hoàng cung. Tối nay, nhất định là một đêm không an bình a. À. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.